Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 148. Diệp Quân nói, toại cô nương, trước kia ta lấy được vài kim đồng vệ và thanh đồng vệ của các cô, chúng có thể tiếp tục thăng cấp không? Toại cổ kim khẽ gật đầu, có thể, nhưng với người hiện giờ, chúng không có tác dụng lắm, chẳng phải sao? Diệp Quân cười nói, ta cũng không phải để chúng đánh nhau giúp ta, ta muốn để chúng quản lý vũ trụ quan huyên giúp ta. Nhiều lúc người máy rất đáng tin, vì chúng sẽ không tham. Toại cổ kim khẽ gật đầu, những con rối này đều được nền văn minh toại minh bọn ta luyện chế để thực hiện nhiệm vụ. Chúng không có lòng tham hay cảm xúc, phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong nhiều vũ trụ. Nói đến đây cô ta bỗng nói, Diệp công tử, ta có thể vào tiểu tháp của ngươi xem thử không? Diệp Quân gật đầu, đương nhiên. Nói rồi hắn dẫn toại cổ kim vào trong tiểu tháp. Trong tiểu tháp, toại cổ kim nhìn xung quanh, cau chặt mày, ánh mắt cô ta hiện lên vẻ nghiêm trọng. Một lúc sau, toại cổ kim nói, đây là do cha ngươi tạo ra à? Diệp Quân nói, là cô của ta. Toại cổ kim nói, lợi hại thật. Diệp Quân cười nói, toại cô nương, cô nói xem tiếp theo hội thương Hồng Y sẽ đối phó với chúng ta thế nào. Toại cổ kim lắc đầu, Diệp công tử, điều ngươi nên lo lắng hiện giờ là thực lực của ngươi. Thực lực hiện giờ của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Trong các vũ trụ được quan sát hiện nay, chỉ có thể được xem là cấp thứ hai, vẫn còn lâu mới được xem là cấp thứ nhất. Có thể nói chỉ cần ba cường giả bất hủ đế chủ là có thể hạ gục được ngươi. Ngay cả vài thế lực của tiên phủ cũng có thể đối phó được với ngươi chứ đừng nói là thương Hồng Y. Diệp Quân im lặng không nói. Toại cổ kim nói tiếp, bất kỳ chiến lược nào cũng cần sức mạnh hỗ trợ, nếu không bất kỳ chiến lược nào cũng sẽ chỉ là mây bay khi đối mặt với sức mạnh thực sự. Nói đến đây, ánh mắt cô ta lóe lên vẻ phức tạp. Lần này cô ta thất bại là vì đánh giá thực lực của Diệp Quân quá thấp. Chuyện này cũng nhắc nhở cô ta không nên quá ỷ lại vào mưu trí. Vì đối với vài cường giả thì mưu trí có cao đến đâu cũng vô dụng. Thực lực mới là quan trọng. Diệp Quân nói, ý của toại cô nương là ta tạm thời cách xa cựu thổ trước à? Toại cổ kim gật đầu, ừ. Diệp Quân không nói gì. Toại cổ kim nói, bây giờ ngươi ở lại cựu thổ sẽ rất bất lợi, vì hiện giờ ba nền văn minh lớn ở cựu thổ vẫn xem ngươi là kẻ thù, ngươi cũng không thể nào khiến chúng khuất phục ngươi, vì quan huyên pháp của ngươi khác hoàn toàn với trật tự của bọn ta. Thứ cho ta nói thẳng, người có thể khiến thập hoang khuất phục là vì thực lực của ngươi mạnh hơn họ rất nhiều, họ phải chịu thua thôi, nhưng bây giờ thực lực của ngươi vẫn chưa vượt qua cựu thổ. Diệp Quân im lặng hồi lâu bỗng bật cười, toại cô nương, với thực lực hiện giờ của nền văn minh toại minh có thể tạo ra được thứ như tiểu tháp không? Toại cổ kim lắc đầu, không thể. Trước đây cô ta không chắc chắn vì chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng bây giờ sau khi tận mắt nhìn thấy, cô ta biết với thực lực của nền văn minh toại minh, tuyệt đối không thể tạo ra một sự tồn tại nghịch thiên như vậy. 10 năm trong tháp mà thế giới bên ngoài chỉ mới trải qua một ngày, hơn nữa cũng không có tác dụng phụ nào, chuyện này rất hoang đường. Có thể nói, tiểu tháp này đã là một vũ trụ riêng biệt, nếu coi đó là một nền văn minh thì nó có chiều không gian cao hơn tất cả các nền văn minh vũ trụ đã biết. Diệp Quân nhìn toại cổ kim, nếu ta đồng ý để toại cô nương ở lại trong tiểu tháp để nghiên cứu thì sao? Toại cổ kim híp mắt lại. Diệp Quân nói, cho đến nay, vẫn chưa có ai có thể thật sự hiểu được bí ẩn về thời không trong tiểu tháp này, nhưng ta tin nếu toại cô nương đến, chắc chắn sẽ có thể hiểu được. Bây giờ tiểu tháp sắp không theo kịp suy nghĩ của hai người này nữa rồi, nói chuyện mà cứ có ẩn ý. Diệp Quân cười nói, cô nương nói cái lợi thử xem. Toại cổ kim chậm rãi nói, trước hết, trong các vũ trụ đã được quan sát hiện tại, ngoài nền văn minh tổ trong truyền thuyết ra thì nền văn minh cựu thổ là nền văn minh vũ trụ cao cấp nhất. Nếu Diệp công tử muốn nâng cao thực lực thì nơi này là phù hợp nhất với Diệp công tử, dĩ nhiên ta sẽ cố gắng hết sức để giúp Diệp công tử nâng cao thực lực. Diệp Quân mỉm cười, nhưng không nói gì. Toại cổ kim nói tiếp, thứ hai, nếu Diệp công tử ở lại đây, có thể hiểu rõ về trật tự của ba nền văn minh lớn. Cho dù là luyện võ đạo hay thiết lập trật tự, nhắm mắt làm liều là điều không thể. Chỉ có sự hiểu biết điểm mạnh và điểm yếu của người khác mới có thể cải thiện bản thân, cũng có thể cảnh báo bản thân, tất nhiên ta cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Diệp công tử. Diệp Quân vẫn không nói gì. Toại cổ kim nhìn hắn, ngoài ra, ta cũng sẽ chống lại thương Hồng Y cùng với Diệp công tử, dù sao bây giờ chúng ta cũng đã là đồng minh. Diệp Quân không nói gì. Nhưng toại cổ kim cũng không nói gì.
Cứ thế hai người im lặng hồi lâu, Diệp Quân đột nhiên mỉm cười nói, toại cô nương, ta chợt nhớ ra mình còn có một thần vật khác, muốn cô toại giúp ta nhìn xem. Nói rồi hẳn đưa kiếm Thanh Huyên cho toại cổ kim. Toại cổ kim nhận lấy kiếm Thanh Huyên, sau khi xem xét một hồi, cô ta đưa kiếm Thanh Huyên cho Diệp Quân rồi nói. Diệp công tử, ta không nhìn thanh kiếm này nữa, nếu sau này ập công tử có tiện, không biết có thể hỏi cô của ngươi vài câu thay ta không, chỉ cần một là đủ. Diệp Quân gật đầu, được. Nếu cô ta tự mình hỏi, Hà sẽ không đồng ý chuyện này, vì hắn không thể quyết định chuyện gì thay cô, nhưng nếu hắn tự hỏi, vậy thì chuyện này khá dễ giải quyết. Mình hỏi cô một vấn đề cũng là chuyện rất bình thường. Diệp Quân nhìn toại cổ kim, bây giờ Hà đã đồng ý điều kiện của đối phương, giờ đến lượt toại cổ kim đưa ra lợi ích tương ứng rồi. Toại cổ kim khẽ gật đầu, ta từng đọc quan huyên pháp của Diệp công tử, không thể nói là biết hết toàn bộ vài suy nghĩ của Diệp công tử. Nhưng có lẽ ta cũng biết một phần, một trong những vấn đề lớn nhất trong trật tự này của Diệp công tử là cực kỳ không thân thiện với những thế lực hàng đầu đó, có thể nói điều này đang gây tổn hại đến lợi ích của họ. Thế nên, bất cứ nơi nào, Diệp công tử đến đều sẽ bị các thế lực đỉnh cấp này ghét bỏ, họ sẽ chống lại ngươi, giống như ở cựu thổ hiện giờ, ba nền văn minh lớn sẽ không thể dung thứ cho ngươi. Diệp Quân trầm giọng nói, muốn thiết lập trật tự mới thì phải lật đổ trật tự cũ. Toại cổ kim bình tĩnh nói, nhưng Diệp công tử, người phải hiểu đợi sau khi trật tự của ngươi được thiết lập, các tông môn và thế gia bên dưới đó sẽ được thăng cấp, cuối cùng họ sẽ trở thành một cấp bậc quyền quý mới. Nói cách khác, một số cấp bậc sẽ tồn tại mãi mãi, ngươi không thể bị tiêu diệt. Nói đến đây, cô ta dừng lại, sau đó nói, tha cho ta nói thẳng, Diệp công tử. Nhà họ Diệp của ngươi có thể là cấp bậc quyền quý lớn nhất đó, những người ở cấp thứ hai là những người có quan hệ ở bên cạnh ngươi, chẳng hạn như gia tộc nhà vợ ngươi, gia tộc bạn bè của ngươi, những người ở cấp thứ ba là gia tộc thân thích của gia tộc bên vợ và bạn bè của ngươi. Nói rồi cô ta khế lách đầu, một người đắc đạo thì cả nhà thăng thiên. Có quan hệ đấy, đều có thể thăng thiên. Diệp Quân trầm lặng. Toại cổ kim nói tiếp, Diệp công tử, ngươi có thể tự kỷ luật. Thực sự nghĩ cho tất cả chúng sinh trên thế giới, nhưng ngươi có thể đảm bảo những người xung quanh ngươi cũng nghĩ như vậy không? Cô ta thở dài, Diệp công tử, ngươi có thể kỷ luật bản thân là vì trong nhà có mấy người bất khả chiến bại chống đỡ, quyền thế và tiền bạc không có sức hấp dẫn với ngươi, nhưng không phải ai cũng có lai lịch giống ngươi, thế nên sau khi trật tự của ngươi thật sự được thiết lập, sẽ không bao lâu nữa, trong trật tự của ngươi sẽ xuất hiện một số lượng lớn các gia thế và tông môn đỉnh cấp, họ là quyền quý mới. Lúc đó, Diệp Quân trầm giọng nói, có quan huyền pháp, toại cổ kim nhìn Diệp Quân, người đúng là một đứa trẻ ngây thơ. Diệp Quân, toại cổ kim lách đầu, với những quyền quý đó, luật pháp là gì chứ? Chỉ để nghịch đùa thôi. Diệp Quân muốn nói gì đó, toại cổ kim lại nói, hơn nữa còn có thể muốn chơi kiểu gì cũng được, lúc chúng cần thì luật là chính nghĩa, lúc bọn họ không cần thì luật là trò đùa. Nói một cách đơn giản. Nếu không có cơ chế giám sát mạnh, họ có thể coi thường mọi thứ. Diệp Quân im lặng không nói, hẳn không thể cãi lại được. Toại cổ kim không nói gì, nhưng lại đang mong đợi điều gì đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân bỗng nói, vậy toại cô nương thấy sao? Toại cổ kim nhìn hẳn, trên môi nở nụ cười hiếm hoi, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường, nền văn minh cựu thổ bọn ta đã có ba nền văn minh rồi. Diệp công tử hoàn toàn có thể dẫn dắt vũ trụ quan huyên gia nhập vào bọn ta, mọi người đều có thể cùng nhau phát triển, cùng giám sát lẫn nhau, cùng hạn chế lẫn nhau. Tiểu tháp, gia nhập cựu thổi. Diệp Quân yên lặng. Toại cổ kim nói tiếp, có rất nhiều lợi ích. Một khi gia nhập cựu thổ, chúng ta sẽ là liên minh, đến lúc đó, người trong tiểu tháp của ngươi cũng có thể tu luyện ở cựu thổ. Mà nếu được tu luyện ở cựu thổ thì tốc độ thăng cấp của bọn họ ít nhất sẽ gấp mấy chục lần hiện tại. Không chỉ vậy, về sau mọi người chính là một liên minh, mọi chuyện cùng tiến cùng lùi, việc này trước mắt đối với ngươi mà nói là sự trợ giúp rất lớn, không phải sao? Diệp Quân nhìn toại cổ kim, nhưng vấn đề sau này thì sao? Toại cổ kim khẽ cười đáp, chuyện của sau này thì có thể để sau này hãng nói tiếp. Diệp Quân, toại cổ kim tiếp tục nói, ta biết ngươi đang lo lắng gì? Ngươi đang sợ bị ta gài, đúng không? Diệp Quân khẽ cười nói, ta không có ý này. Toại cổ kim nhìn hẳn, ngươi có, ngươi rất đề phòng ta, sợ ta bán ngươi đi mất. Diệp Quân cười gượng, không đến mức đó.
Toại Cổ Kim nói, Diệp công tử, quay lại chủ đề vừa nãy của chúng ta. Vấn đề trật tự, nếu đã có một vài vấn đề giai cấp thì sẽ không bao giờ có thể giải quyết triệt để được. Vậy thì tại sao chúng ta không thay đổi cách suy nghĩ khác, chúng ta không cần triệt tiêu họ mà chúng ta cùng tồn tại với họ. Mà muốn cùng tồn tại với họ thì trước tiên ngươi phải tìm hiểu rõ về bọn họ. Giống như bây giờ, trong cựu thổ có ba nền văn minh. Ba nền văn minh có thể phát triển được đến trình độ hiện tại thì cũng đã đủ để chứng minh ba nền văn minh này đều có chỗ đáng để áp dụng. Chế độ của bọn họ không chắc đã kém hơn của ngươi. Nếu đã như vậy, tại sao trước tiên không hiểu rõ về họ trước, sau đó tiếp thu những ưu điểm của họ để hoàn thiện trật tự của mình? Diệp Quân khẽ gật đầu, Toại cô nương nói rất có lý. Ta cũng biết nếu bây giờ ta có thể gia nhập cựu thổ thì sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Chỉ là... cựu thổ có bằng lòng để ta gia nhập hay không? Toại Cổ Kim đáp, khá khó khăn, nhưng nếu ngươi gật đầu đồng ý, thì việc gia nhập cựu thổ có thể giao cho ta. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim, cô có cách sao? Toại Cổ Kim đáp, cố gắng là được. Diệp Quân cười nói, được. Toại Cổ Kim gật đầu, Diệp công tử, bây giờ có ba việc cần làm. Việc thứ nhất là gia tăng thực lực của ngươi, mà muốn gia tăng thực lực của ngươi thì trước tiên phải kiểm tra thực lực của ngươi đã. Để xem thử giới hạn của ngươi. Việc thứ hai là đối phó với Thương Hồng Y. Tuy bây giờ cô ta không có bất kỳ động tĩnh gì nhưng chắc chắn cô ta sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận thảo luận một chút, nghĩ thử xem tiếp theo cô ta có thể sẽ có những hành động gì, như vậy chúng ta mới có thể làm trước được công tác phòng bị, tránh bị cô ta đánh cho đến mức không kịp trở tay. Nói đến đây, cô ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp, việc thứ ba, đó chính là gia nhập cựu thổ. Bây giờ ba nền văn minh lớn của cựu thổ đều căm thù ngươi. Vì vậy đầu tiên chúng ta phải thay đổi ấn tượng của bọn họ đối với ngươi. Những việc này thì ngươi không cần quan tâm, ta sẽ xử lý. Diệp Quân gật đầu, được. Toại Cổ Kim nói, trước tiên chúng ta sẽ đi kiểm tra thực lực của ngươi một chút. Diệp Quân có phần tò mò, kiểm tra bằng cách nào? Toại Cổ Kim đáp, đi theo ta. Dứt lời, cô ta dẫn theo Diệp Quân trực tiếp biến mất. Chẳng mấy chốc hai người đã tới một tinh hà, cách đó không xa có những cây cột thần đồng đen sừng sững giữa tỉnh không. Diệp Quân đưa mắt nhìn qua, những cây cột thần đồng đen này phải có hơn chục nghìn cây, đỡ một chiếc khay tròn đồng đen khổng lồ. Mà ở giữa khay vẽ đầy các loại phù văn thần bí. Diệp Quân có phần tò mò, đây là... Toại Cổ Kim đáp, tế đàn thần võ, là thánh địa tu luyện của nền văn minh Toại Minh ta. Nếu khởi động trận pháp ở bên trong thì mỗi ngày phải tiêu hao 26 đế nguyên mạch cực phẩm. Nghe vậy, Diệp Quân nhất thời cả kinh, tu luyện một ngày mà phải tiêu hao hết 26 đế nguyên mạch cực. Phẩm sao? Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Quân quay đầu nhìn tế đàn võ thần, trong mắt tràn đầy sự tò mò, Toại cô nương, ta có thể tu luyện ở đây không? Toại Cổ Kim đáp, nếu ngươi tự mình bỏ tiền ra thì có thể. Sắc mặt Diệp Quân lập tức tối sầm lại. Toại Cổ Kim nói, đi theo ta. Dứt lời, cô ta dẫn theo Diệp Quân đi về phía tế đàn. Diệp Quân đột nhiên hơi hiếu kỳ, Toại cô nương, Thương Hồng Y đang ở cảnh giới nào? Toại Cổ Kim đáp, cảnh giới vực chủ. Diệp Quân quay đầu nhìn cô ta, cảnh giới vực chủ sao? Toại Cổ Kim gật đầu, vượt lên trên vạn đạo, ra lệnh cho. Vạn đạo vạn pháp, ba nền văn minh lớn bọn ta đều không ngờ cô ta lại đạt được đến trình độ đó, cô ta đã che giấu rất kỹ. Diệp Quân nhẹ giọng nói, cảnh giới vực cảnh của ta vẫn còn có chút thua kém cô ta. Toại Cổ Kim đáp, giống như ngươi, không tu luyện cảnh giới. Diệp Quân, Toại Cổ Kim nói tiếp, những cường giả đỉnh cao chân chính đều đi theo con đường của riêng mình. Diệp Quân nói, Bi Tâm Từ mạnh hơn hay là Thương Hồng Y mạnh hơn? Toại Cổ Kim đáp, họ Bi. Trả lời không chút do dự. Diệp Quân lại hỏi, Toại cô nương. Nàng ấy không phải là người của nền văn minh Toại Minh các cô sao? Vậy tại sao nàng ấy lại phản bội các người? Toại Cổ Kim quay đầu nhìn Diệp Quân, ngươi đừng có tò mò như vậy được không? Diệp Quân, Toại Cổ Kim nhẹ giọng nói, nàng ấy có sự kiên trì của nàng ấy, chúng ta cũng có sự kiên trì của mình, vì vậy khó tránh khỏi xảy ra xung đột. Diệp Quân nhìn cô ta, đại khái đã hiểu ra được một chút. Toại Cổ Kim nói, cốt lõi của trật tự chính là tín ngưỡng. Mà cốt lõi của tín ngưỡng là nhân từ, người càng nhân từ thì chúng sinh sẽ càng tín ngưỡng ngươi. Nhưng, việc này cũng có hai nhược điểm. Thứ nhất là ngươi sẽ ngày càng phụ thuộc vào sức mạnh tín ngưỡng,
loại sức mạnh sẽ khiến cho con người ta bị trầm mê. Một khi ngươi phụ thuộc vào nguồn sức mạnh này thì ngươi sẽ trở thành đầy tớ của nó. Thứ hai, đó chính là con đường này là một con đường cực kỳ khó đi, bởi vì trước mắt ngươi chỉ có một vật tham chiếu, mà vật tham chiếu này còn ở trong truyền thuyết. Diệp Quân nói, nền văn minh tổ sao? Toại Cổ Kim gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân hỏi, Toại cô nương, cô có thể nói một chút về nền văn minh tổ này không? Toại Cổ Kim đáp, tương truyền, đây chính là khởi nguồn của tất cả nền văn minh, trước mắt đã dự đoán ra được điểm bắt nguồn của tất cả các nền văn minh trong vũ trụ chính là từ nền văn minh tổ này, còn cụ thể thì ta cũng không rõ. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn tinh không sâu thẳm, nhẹ giọng hỏi, Toại cô nương, cô thông minh như vậy cô có biết vũ trụ này rộng lớn bao nhiêu không? Toại Cổ Kim đáp, không biết. Diệp Quân yên lặng. Toại Cổ Kim nói tiếp, ta từng đi qua một tinh cầu rất nhỏ. Ở tinh cầu đó, nền văn minh võ đạo cực kỳ thấp, thấp đến nỗi cả đời bọn họ cũng không thể đi ra khỏi được tinh vực của họ, những tinh quang mà bọn họ nhìn thấy, chỉ là những tinh quang mấy triệu năm trước phát ra. Khi bọn họ nhìn thấy tinh cầu tỏa ra nguồn sáng cũng đã bị hủy diệt, thì trong vũ trụ này, bọn họ cực kỳ lẻ loi. Dứt lời, cô ta nhìn Diệp Quân, cha ngươi từng nói một câu, ngươi còn nhớ không? Diệp Quân hỏi, câu gì? Toại Cổ Kim đáp, là vũ trụ quan sát được. Diệp Quân trầm giọng nói, ý của cô là cha ta đã từng nhìn thấy vũ trụ không thể quan sát sao? Toại Cổ Kim gật đầu, khi ông ấy nói câu đó, là đang nói với ngươi, cũng chính là nói, vũ trụ mà bây giờ ngươi có thể tiếp xúc được là vũ trụ có thể quan sát được, mà ông ấy có thể nói ra câu này hiển nhiên là ông ấy đã đi qua vũ trụ không thể quan sát được. Diệp Quân mỉm cười, vẫn là cha có bản lĩnh. Toại Kim Cổ nói, vũ trụ mà ta vừa nấy nói, bọn họ cả đời đều không thể rời khỏi thiên hà của họ. Mà những thứ mà bọn họ quan sát được, cũng chỉ có trong thiên hà của họ, hơn nữa bởi vì họ chỉ toàn truyền bá, nên những thứ mà bọn họ nhìn thấy trong vũ trụ đều là những thứ đã từng xảy ra. Nói cách khác, đây chính là hạn chế. Diệp Quân khẽ nhíu mày, hạn chế sao? Toại Cổ Kim gật đầu, mỗi vũ trụ, mỗi thiên hà đều có hạn chế của riêng mình, nền văn minh bậc thấp có hạn chế bậc thấp, nền văn minh bậc cao nhất định có hạn chế bậc cao. Dứt lời, cô ta nhìn Diệp Quân, cũng chính là nói, chúng ta nhất định cũng có hạn chế của chúng ta, mà hạn chế này được hình thành từ vũ trụ tự nhiên hay là vì con người. Diệp Quân yên lặng. Toại Cổ Kim bỗng nhiên nói, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Có thể hơi mạo muội. Diệp Quân cười nói, cô hỏi đi. Toại Cổ Kim nhìn hẳn, ngươi là người yếu nhất trong nhà ngươi phải không? Diệp Quân gật đầu, gần như vậy. Dứt lời, hắn lắc đầu bật cười. Toại Cổ Kim gật đầu, không nói thêm gì nữa, cô ta đã hiểu ra một số chuyện rồi. Rất nhanh, hai người đã đến chính giữa tế đàn võ thần, Toại Cổ Kim quay đầu nhìn sang bên cạnh, làm phiền rồi. Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra, ông ta mặc một chiếc áo vải đơn giản, thắt lưng thắt một sợi dây thừng dày, mái tóc dài xõa vai, đôi mắt ẩn chứa một luồng sức mạnh áp lực vô hình, thân hình mạnh mẽ, khác với thói tục. Diệp Quân quay đầu nhìn Toại Cổ Kim, Toại Cổ Kim nói, người đánh nhau với ông ta, dùng thủ đoạn gì cũng được. Dứt lời cô ta xoay người xuất hiện ở bên ngoài tế đàn. Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đột nhiên biến mất, đồng tử Diệp Quân chợt co rút, chẳng ngang thanh kiếm chặn lại. Chỉ trong chốc lát, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Nhưng chính vào lúc hắn sắp bay ra khỏi tế đàn thần võ thì một luồng sức mạnh thần bí giống như một bức tường ngăn hắn lại. Nhưng điều này cũng khiến hắn bị thương lần thứ hai, hắn chỉ cảm thấy toàn thân sắp vỡ nát, một ngụm máu tươi từ từ chảy ra từ khóe miệng hắn. Ở phía xa xa, người đàn ông trung niên nhìn hắn. Ánh mắt bình tĩnh. Diệp Quân lau vết máu ở khóe miệng. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên biến mất, trong nháy mắt một thanh kiếm đã chém tới trước mặt người đàn ông, mà người đàn ông giơ nắm đấm lên, sức mạnh cường đại vậy mà lại đánh tan được kiếm quang của Diệp Quân trong giây lát, mà Diệp Quân cũng trực tiếp bay ra ngoài, lần nữa đập mạnh vào luồng sức mạnh thần bí đó. Quan võ đứng đầu. Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên đó, phải nói là thực lực của người đàn ông trước mặt khiến hắn rất ngạc nhiên. Vì người đàn ông này mạnh hơn các vị bất hủ đế chủ, mạnh hơn rất nhiều. Không nghĩ nhiều, Diệp Quân biến thành một tia kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Vèo, một tia kiếm quang xoẹt qua. Ở đằng xa, người đàn ông trung niên bỗng giơ tay phải ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài,
sau đó nhẹ nhàng ấn xuống, sức mạnh đáng sợ trào ra từ lòng bàn tay, cưỡng ép chống lại nhát kiếm của Diệp Quân cách đó vài trượng. Tay phải Diệp Quân cầm kiếm xoay một vòng. Hai luồng kiếm ý cùng xuất hiện, thế kiếm cực mạnh thoáng chốc đánh tan sức mạnh của người đàn ông trung niên, kiếm đâm thẳng vào người trung niên, lúc này người đàn ông trung niên bỗng trở nên hư ảo. Nhát kiếm đâm vào không khí. Diệp Quân xoay người chém ngang, kiếm quang như vũ bão. Khoảnh khắc hắn quay người lại, một luồng quyền mang giáng xuống, mạnh mẽ như sấm sét, bóp méo thời không ở đó, dưới uy lực của quyền quang đáng sợ này, kiếm quang của Diệp Quân thoáng chốc bị nghiền nát. Uy lực sức mạnh khiến hắn lùi về sau, lúc này người đàn ông trung niên bỗng biến mất khỏi đó, chỉ trong chốc lát, trên cả tế đàn thần võ bị vô số quyền quang nhấn chìm. Lúc này tế đàn thần võ rung chuyển dữ dội, vù. Đúng lúc này, một tiếng kiếm kêu chợt vang lên trên tế đàn thần võ, sau đó vô số quyền mang bị xé toạc thành một lỗ hổng, kiếm quang như biển bao trùm toàn bộ tế đàn thần võ. Chiến đấu kịch liệt. Trên tế đàn võ thần, kiếm quang và quyền mang đan vào. Nhau. Lúc này Diệp Quân cũng đã dùng hết sức, khí tức kiếm đạo toát ra từ trên người hắn không thua kém gì khí tức võ đạo của người đàn ông trung niên. Hai bên đều không ai thua ai. Bên ngoài, Toại Cổ Kim vẫn luôn quan sát chiến trường ở tế đàn thần võ, tất cả chi tiết đều không lọt khỏi mắt cô ta. Đúng lúc này, một luồng khí tức võ đạo đáng sợ bỗng bộc phát từ tế đàn thần võ, sau đó toàn bộ kiếm quang lập tức bị dập tắt. Chỉ thấy người đàn ông trung niên chậm rãi bay lên, lúc này khí tức tỏa ra quanh người hắn đã không còn là khí tức võ đạo nữa mà là từng luồng khí tức đạo pháp đáng sợ, khí tức kiếm đạo của Diệp Quân hoàn toàn đã bị áp chế trước khí tức đạo pháp này. Diệp Quân nhíu mày, lúc này hắn cảm nhận được sức mạnh áp bức cực kỳ khủng khiếp, như có một tảng đá cực lớn đè lên tim. Người đàn ông trung niên bỗng xòe bàn tay ra, sau đó đè mạnh xuống, cả tế đàn thần võ bắt đầu rung chuyển cực mạnh. Từng luồng khí tức đạo pháp đáng sợ nghiền ép về phía Diệp Quân, lúc này tỉnh vực ngoài tế đàn thần võ đều bắt đầu trở nên hư ảo. Lúc này tế đàn thần võ đã không thể khóa chặt hoàn toàn sức mạnh của người đàn ông trung niên. Diệp Quân hít sâu một hơi, huyết mạch phong ma trong người bỗng dâng trào. Thoáng chốc hắn biến thành tia kiếm quang màu đỏ rồi bay lên trời, đâm mạnh vào người đàn ông trung niên. Trong tinh không, một tiếng nổ chói tai bỗng vang lên. Sau đó trên tế đàn thần võ, những luồng khí tức sức mạnh đáng sợ không ngừng lan ra xung quanh, cũng may tế đàn thần võ có kết giới bí ẩn phong ấn, bao trùm làn sóng xung kích của tất cả sức mạnh trên tế đàn thần võ, nếu không tinh vực này đều bị phá hủy. Một lúc lâu sau, trên tế đàn thần võ mới trở lại bình thường. Diệp Quân và người đàn ông trung niên đối mặt với nhau, một vệt máu chảy ra từ khóe miệng Diệp Quân. Ở đằng xa, trên người của người đàn ông trung niên đó có mười mấy vết kiếm khá sâu. Người đàn ông trung niên nhìn hắn, không nói gì thêm, xoay người biến mất khỏi đó. Lúc này Toại Cổ Kim xuất hiện trước mặt Diệp Quân lau vết máu trên khóe miệng, sức mạnh vừa rồi của ông ta là gì thế? Toại Cổ Kim nói, sức mạnh vạn đạo vạn pháp, nhưng ông ta chỉ mượn thôi, chứ không phải mệnh lệnh, thế nên uy. Lực không bằng Thương Hồng Y. Diệp Quân nói, rất mạnh. Toại Cổ Kim nói, nếu ngươi sử dụng sức mạnh tín ngưỡng và sức mạnh huyết mạch, cộng thêm thanh kiếm này của ngươi nữa, ngươi và ông ta ít nhất có thể ngang nhau. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim, cô muốn tăng thực lực giúp ta à? Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Quân hỏi, tại sao? Toại Cổ Kim hỏi ngược lại, tại sao ngươi không dùng sức mạnh tín ngưỡng? Thật ra điều mà ta thực sự tò mò là sức mạnh tín ngưỡng của Diệp Quân, từ đầu đến giờ. Diệp Quân chưa từng sử dụng sức mạnh tín ngưỡng nữa, mà cô ta biết rất rõ kể từ lần trước. Diệp Quân sử dụng sức mạnh tín ngưỡng để đánh lại đạo chiếu đến nay, sức mạnh tín ngưỡng của Diệp Quân chắc chắn đã có sự thay đổi rất lớn. Dù sao những người tin tưởng hẳn đó đều tu luyện trong tiểu tháp. Diệp Quân mỉm cười nói, ta cũng không giấu gì cô, hai nguyên nhân, một là ta không muốn mình ỷ lại quá nhiều vào sức mạnh tín ngưỡng, hai là cũng phải để lại chiêu cuối chứ, đúng không? Toại Cổ Kim khá ngạc nhiên trước lời nói thật của Diệp Quân, cô ta nhìn Diệp Quân rồi nói, thực lực hiện tại của ngươi đã rất rất mạnh, trong toàn bộ vũ trụ người có được sức mạnh ở tuổi của ngươi đúng là rất hiếm có, nhưng vậy vẫn chưa đủ, vì những việc ngươi làm cực kỳ khó khăn, kẻ thù mà ngươi phải đối mặt rất mạnh, mà ngươi thì lại chưa tu luyện được cảnh giới của mình. Thế nên, nếu muốn tăng thực lực của mình, ngươi chỉ có thể chiến đấu thật mạnh mẽ, qua đó luyện được kiếm ý và ý thức chiến đấu của ngươi đến cực hạn. Vì vừa rồi ta xem ngươi đánh nhau,
bây giờ ngươi chưa đạt đến giới hạn của mình. Diệp Quân nói, bây giờ ta nên làm sao? Toại Cổ Kim nhìn tế đàn thần võ dưới chân, tu luyện ở trong này. Diệp Quân nói thẳng, ta không có tiền. Toại Cổ Kim bỗng nhiên xòe bàn tay ra, một quyển trục xuất hiện trong tay cô ta đưa quyển trục cho Diệp Quân, đây là giấy nợ, ta đã viết rồi, ngươi chỉ cần ký tên, lấy máu của ngươi rồi ấn vào là được. Diệp Quân trầm giọng nói, Toại cô nương, ta là kiếm tu, lời hứa của ta đáng giá ngàn vàng. Toại Cổ Kim ngắt lời hắn, đừng nói mấy lời này, ký tên đi. Diệp Quân. Cuối cùng Diệp Quân vẫn ký tên mình vào, còn đóng dấu vân tay. Toại Cổ Kim cất giấy nợ đi, lát nữa ta sẽ mở tế đàn thần võ này, ta sẽ mở ra hình thức luyện tập có độ khó cao nhất cho ngươi. Sau khi vào trong, ngươi sẽ điên cuồng chiến đấu, những người chiến đấu với ngươi đều là hiền nhân các đời của nền văn minh Toại Minh ta. Võ đạo của họ đều khác nhau, cuối cùng ngươi có thể hấp thụ được bao nhiêu còn tùy thuộc vào sự lĩnh hội của ngươi. Diệp Quân gật đầu, được. Toại Cổ Kim bỗng xòe tay ra, một quả hạch vàng óng xuất hiện trong tay cô ta đưa cho Diệp Quân, uống đi. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim, đây là. Toại Cổ Kim nói, quả hạch sinh mệnh, yên tâm, không phải làm cho ngươi biến thành một loại trái cây, mà là một biểu tượng của thân phận. Khi nhìn thấy quả hạch này, các bậc hiền nhân của thế hệ trước mới coi ngươi là người của họ, nếu không họ sẽ đánh ngươi đến chết. Diệp Quân gật đầu, ta tin Toại cô nương. Nói rồi hắn cầm lấy quả hạch. Toại Cổ Kim nhìn hắn, nếu ngươi tin ta thì sẽ không nói câu này, tất nhiên ta cũng có thể hiểu được. Nói rồi cô ta xoay người rời đi. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim rời đi, hắn rất cảnh giác với người phụ nữ này, hơn nữa cực kỳ cảnh giác, mỗi lần người phụ nữ này làm chuyện gì. Hắn đều phải suy xét cẩn thận, sợ đối phương sẽ có ẩn ý gì đó. Diệp Quân thở dài. Bắt đầu từ Phản Chiêu Đế, hắn phát hiện kẻ địch ngày càng không đơn giản. Có đôi lúc hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Cứ tiếp tục như thế, bản thân hắn cũng cảm thấy đầu óc mình sắp hỏng luôn rồi. Chủ nhân bút đại đạo, Thương Hồng Y, còn Toại Cổ Kim trước mặt này nữa. Diệp Quân bỗng nói, tháp gia, người giúp đỡ ba đời, có quen với người nào thông minh không? Giới thiệu cho ta đi. Tiểu tháp nói, có hai người. Diệp Quân vội nói, ai? Tiểu tháp nói, đinh chủ mẫu, mộ cô nương. Tiểu tháp nói, thể diện của ta không đủ. Diệp Quân lập tức sầm mặt. Tiểu tháp nói, này, ngươi đừng không xem tháp ra ra gì nhé, ta cho ngươi một kế, đảm bảo giải quyết phiền muộn hiện giờ của ngươi. Diệp Quân hơi tò mò, kế gì? Tiểu tháp nói, kết hôn với người họ Toại đó. Như thế ngươi không chỉ có thêm một người giúp đỡ mà còn có một người vợ đức hạnh, thậm chí còn có thể lấy được nền văn minh Toại Minh, có thể nói là một việc được nhiều lợi. Diệp Quân gật đầu, hay, hay đấy. Tiểu tháp phấn khích nói, thật sao? Ta nói cho ngươi. Biết, đây là ông nội và cha ngươi làm đấy. Thật xin lỗi, ta không có ý gì khác, ta không nói gì nữa cả. Diệp Quân ngay lúc này, trận pháp dưới chân ha bỗng khởi động, một tia sáng màu xanh bao quanh hắn. Hắn lập tức được dịch. Chuyển đến một thời không hư vô. Diệp Quân siết chặt kiếm Thanh Huyên, cảnh giác nhìn xung quanh, ngay sau đó hẳn biến sắc. Ở bên ngoài, trong tỉnh không, Toại Cổ Kim nhìn tế đàn thần võ ở đằng xa, im lặng không nói gì. Lúc này, quan võ đứng đầu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Toại Cổ Kim, ông ta nhìn về tế đàn thần võ, muội thật sự muốn để hẳn gia nhập vào cựu thổ sao? Toại Cổ Kim gật đầu. Quan võ đứng đầu nhíu mày, ông ta quay sang nhìn Toại Cổ Kim, này, muội có ý đồ gì thế? Toại Cổ Kim nở nụ cười chua xót, ca, huynh cũng giống hẳn, đều nghĩ ta đang có mưu đồ gì sao? Quan võ đứng đầu gật đầu, ừ. Y biết tính cách của muội nhà mình, làm chuyện gì cũng có lý do cả. Toại Cổ Kim nhìn tế đàn thần võ ở đằng xa, khẽ nói, huynh nghĩ sao về người đàn ông này? Quan võ đứng đầu nói, yêu nghiệt tuyệt thế. Cựu thổ không có đối thủ của hẳn. Toại Cổ Kim gật đầu, hẳn rất cảnh giác với muội, sợ muội lừa hẳn, tất nhiên muội có thể hiểu điều này. Hắn có lúc rất thông minh, nhưng có lúc lại thực sự khá ngu ngốc. Quan võ đứng đầu quay sang nhìn Toại Cổ Kim. Sắc mặt Toại Cổ Kim lộ ra vẻ chua xót, huynh có biết cô và cha của hẳn mạnh đến mức nào không? Muội có thể đoán, thật ra thực lực của cô và cha hắn đã vượt qua tất cả các nền văn minh hiện nay. Thậm chí còn vượt qua cả nền văn minh tổ trong truyền thuyết. Nói rồi cô ta từ từ nhắm mắt lại, muội bảo hẳn gia nhập vào cựu thổ là đang lên kế hoạch,
nhưng muội không tính kế hẳn mà là đang cứu nền văn minh Toại Minh. Cha và cô của hắn mạnh như thế, lúc này không đầu hàng thì đợi chết sao? Muội nói hợp tác chỉ là muốn để chúng ta đầu hàng có tôn nghiêm mà thôi. Nghe thấy lời Toại Cổ Kim nói, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức thay đổi, ông ta nhìn Toại Cổ Kim, có chút khó tin lẫn nghi ngờ, ngoài nền văn minh tổ. Toại Cổ Kim gật đầu. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, muội chắc chứ? Hiển nhiên, y vẫn không tin. Toại Cổ Kim mở mắt nhìn đàn tế đàn thần võ, trong ánh mắt của cô ta lộ vẻ nghiêm trọng, lúc bắt đầu ta cho rằng sở dĩ thời gian trong tiểu tháp của hắn khác với bên ngoài, đơn thuần là vì đảo ngược thời gian, mặc dù loại năng lực này cũng nghịch thiên, nhưng, không đáng sợ tới vậy, vì nền văn minh Toại Minh ta có hai người có thể làm được, nhưng sau khi đi vào ta mới phát hiện, cái này căn bản không phải là đảo ngược thời gian, mà là tái tạo một loại thời gian. Câu cuối cùng, âm thanh của cô ta đã trở nên hơi run rẩy. Cái gì? Người đàn ông trung niên hơi thất thanh, tái tạo một loại thời gian. Toại Cổ Kim gật đầu, trong mắt đầy phức tạp, một loại thời gian hoàn toàn mới, đó là ý gì? Ý là người đó có thể định nghĩa lại thời gian, khi chúng ta đang nỗ lực theo đuổi phá bỏ sự trói buộc của thời gian, thì người đó đã có thể tái tạo thời gian, định nghĩa thời gian, đối mặt với loại người này, chúng ta không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Biểu cảm của người đàn ông trung niên cũng nghiêm trọng vô cùng, thật sự đã bị kinh sợ. Nếu chỉ là đảo ngược thời gian, mặc dù cũng nghịch thiên, nhưng, sẽ không khiến y thấy đáng sợ, nhưng nếu tái tạo lại một thời gian hoàn toàn mới. Đây còn là người à? Toại Cổ Kim nhẹ giọng nói, trước mắt, xem ra, vị Diệp công tử đây không chỉ biết mỗi điểm này, hơn nữa, hắn còn sống rất cẩn thận, như chỉ sợ ta muốn hại hắn ấy. Nói tới đây, cô ta lắc đầu cười, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục vẻ bình thường. Biểu cảm của người đàn ông trung niên lộ vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói, vậy chắc Thương Hồng Y cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của hai người đó, cô ta. Toại Cổ Kim nói, lần cuối cùng cô ta ra tay với người phụ nữ váy trắng kia, là đã muốn thăm dò thực lực của đối phương, cô ta đạt được mục đích rồi, nhưng đáng tiếc là, bản thể của cô ta sẽ không bao giờ biết được. Người đàn ông trung niên kinh ngạc nói, ý muội là người phụ nữ váy trắng kia đã ngăn cô ta báo cho bản thể của mình. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu. Người đàn ông trung niên cau mày, vì sao cô ta phải làm vậy? Nếu cô ta ra tay, Thương Hồng Y kia chắc chắn không dám đối phó với thiếu niên kiếm tu kia nữa. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, rất đơn giản, kẻ bọn họ muốn đào tạo không phải là một vua dựa dẫm, mà là một cường giả vô song có thể đi càng xa, thậm chí đạt tới trình độ của bọn họ. Người đàn ông trung niên nói như vậy, chúng ta với hắn, ván này thắng chắc rồi. Toại Cổ Kim lại lắc đầu. Người đàn ông trung niên hơi bất mãn, nhà đầu, muội có thể đừng vòng vo với ta không, nói rõ một lần đi. Toại Cổ Kim từ từ phân tích nói, bàn cờ này, cha hắn hoặc cô là người cầm cờ, nói cách khác, còn một người chơi cùng bọn họ, người này là ai? Người có thể đánh cờ với bọn họ, sẽ là người bình thường à? Biết đâu người đánh cờ kia chỉ là cô và cha hắn, nhưng liệu có khả năng, chúng ta ở trước người đó? Cũng chỉ như con kiến thôi không? Người đàn ông trung niên cau chặt mày lại. Toại Cổ Kim nói tiếp, hơn nữa, huynh có phát hiện ra hai loại kiếm ý của vị Diệp công tử này không? Đường hắn đi không phải là con đường dựa dẫm, nhưng là con đường do hắn tự chọn, cũng là con đường không có kẻ địch, mà con đường này, đã chú định rằng hắn không thể quá ỷ lại vào thế lực sau hắn. Ta đoán, người đánh cờ với cha và cô hắn có hai mục đích. Mục đích đầu tiên là người đánh cờ kia thật sự muốn giết hắn. Muốn lật đổ nhà bọn họ, loại thứ hai là, người đó có thực lực, nhưng còn chưa tới mức có thể lật đổ nhà hắn, do đó, đối phương mới muốn phá vỡ đạo tâm của hắn. Nói rồi, hai mắt cô ta khẽ híp lại, có lẽ người đó không muốn hắn xây dựng một trật tự hoàn toàn mới, nói cách khác, có thể người đó cũng muốn tham gia vào cuộc chiến tranh giành đại đạo. Người đàn ông trung niên u ám nói cách khác, cho dù chúng ta đứng bên phía hắn, cũng sẽ có nguy hiểm. Toại Cổ Kim gật đầu, sẽ, hơn nữa là nguy hiểm cực lớn, vì người có thể đánh cờ với cô và cha hắn, thực lực của người đó chắc chắn không phải là kẻ chúng ta có thể đối kháng được. Trong cuộc chiến tranh giành đại đạo này, nền văn minh đại đạo chúng ta chỉ hơi bất cẩn, là sẽ bị vạ lây, thịt nát xương tan. Nhưng nếu không đứng bên phía hắn, chúng ta càng nguy hiểm, vì cho dù cuối cùng hai bên ai thắng, cuối cùng chắc chắn chúng ta cũng chỉ còn cách bị tiêu diệt hoặc thần phục. Lúc đó thần phục với bây giờ đứng bên phe nào, hoàn toàn không giống nhau,
hơn nữa. Nói tới đây, cô ta đột nhiên trở nên hơi hưng phấn, đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một của nền văn minh toại. Minh ta à? Người đàn ông trung niên lắc đầu, nhưng cựu thổ sẽ không cho hắn gia nhập đâu. Toại cổ kim bình tĩnh nói, vậy thì tốt biết bao. Người đàn ông trung niên ngạc nhiên, sao lại nói vậy? Toại cổ kim nói, cả cựu thổ là gồm nền văn minh toại minh ta và nền văn minh quan huyền, không phải càng tốt à? Người đàn ông trung niên ngơ ngác, lập tức gật đầu. Mặc dù ba nền văn minh cựu thổ có quan hệ liên minh, nhưng ai cũng rõ, cuộc liên minh này thật ra không đáng tin, ba nhà luôn muốn thôn tính đối phương. Người đàn ông trung niên đột nhiên nói, ta nhắc nhở muội, vị Diệp công tử này không đơn giản, muội tuyệt đối không được tự cho mình là thông minh. Mọi người đều có chút nghi hoặc, nhưng Toại Cổ Kim đã quay người rời đi. Toại Cổ Kim đi đến gác nhỏ của mình, bốn mặt của gác nhỏ này đều là tỉnh không, trong tinh không, là bầu trời sao chỉ chít. Cô ta đi đến một bên ngồi xuống, trên cái bàn trước mặt cô ta, đặt hàng loạt quyển trục, cô ta chạm một cái, mọi quyển trục đều mở ra, những dòng tin tức tràn vào trong thức hải của cô ta. Thân là quan cố vấn đứng đầu cố vấn các. Việc mỗi ngày cô ta phải làm là hiểu rõ những chuyện xảy ra hàng ở giữa các nền văn minh, nắm được tin tức đầu tiên. Toại cổ kim đột nhiên nói, Linh. Vừa dứt lời, một cô gái từ từ đi vào, cúi đầu thật sâu các chủ. Toại cổ kim nhìn cô gái, cô ta vẫn chưa quay về. Cô gái gật đầu, vâng. Nói rồi, cô ta do dự. Toại cổ kim bảo, nói. Cô gái nói, các chủ, thực lực của quan chấp hành đứng đầu quá mạnh. Chúng ta lén điều tra cô ta, e là đã bị cô ta phát hiện rồi. Toại cổ kim nói, cô ta phát hiện ở đâu? Cô gái nói, ở tinh vực Nguyên Minh, cô ta đã hấp thụ được ác niệm của tinh vực đó, sau đó, cô ta rời khỏi tỉnh vực kia, nhưng chúng ta không dám theo nữa. Toại cổ kim gật đầu, không cần theo quá gần, biết phương hướng đại khái của cô ta là được. Cô gái gật đầu, vâng. Toại cổ kim lại hỏi, bây giờ phản ứng của cựu thổ với Thương Hồng Y thế nào? Cô gái nói, người thần căm phẫn. Toại cổ kim bình tĩnh nói, có ý kiến bất đồng không? Cô gái nói, có, nhưng rất ít. Toại cổ kim khẽ gật đầu, phái người đi điều tra những người có ý kiến bất đồng đó. Cô gái nói, giết. Toại cổ kim nhìn cô ta, những người này có thể phân biệt đúng sai, thì cũng có giá trị đào tạo thành tuyến dưới. Chuyện này ngươi tự đi chọn một người thân tín để làm đi. Cô gái gật đầu, đã hiểu. Toại cổ kim nói, lùi đi. Cô gái lùi ra. Toại cổ kim lại nói, u. Trong góc, một hư ảnh lặng lẽ ngưng tụ. Toại cổ kim nói, đi thử thực lực thật sự của vị quan chấp hành đứng đầu kia. Hư ảnh lặng lẽ lùi ra. Toại cổ kim nói, địa. Vừa dứt lời, một bóng đen xuất hiện trước mặt cô ta, bóng đen cúi đầu thật sâu với cô ta, các chủ. Bóng đen nói, trong bốn tiên vực lớn, người của tiên vực Thiên Phủ đã từng tiếp xúc với Diệp Công Tử, nhưng không biết nói cái gì, còn ba tiên vực lớn kia đã điều tra Diệp Công Tử từ lâu, theo chúng ta biết, có người ra giá cực cao để giết Diệp Công Tử. Toại cổ kim nói, cao bao nhiêu? Bóng đen trầm giọng nói, một linh mạch tổ. Toại cổ kim lập tức chau mày, có người đang cố ý kéo thù hận cho hắn. Bóng đen lại nói, trận chiến lần này với Diệp Công Tử. Bọn họ đều để ý, có ý dục dịch ngóc đầu dậy. Toại cổ kim nói, bọn họ đang xem chừng, đang sợ hãi. Nói rồi, cô ta khẽ cân nhắc, lát sau, nói, phát một chiếc thiệp mời cho bốn vị tỉnh chủ thay ta, ta mở tiệc chiêu đãi họ ở Phi Tiên Lâu, cứ nói ta muốn cùng bàn bạc chuyện lớn với bọn họ. Bóng đen nói, các chủ muốn lôi kéo bọn họ. Toại cổ kim gật đầu, cho dù không thể lôi kéo được bọn họ. Thì bây giờ cũng không thể để bọn họ tới gây phiền toái cho hắn, càng không thể để bọn họ hợp tác, nếu không, quá rắc rối. Tóm lại, có thể lôi kéo thì lôi kéo, không thể lôi kéo thì chia rẽ, để bọn họ đối địch với nhau, không thể để họ hợp tác đối phó hắn được. Mặc dù bốn tiên phủ lớn không giống ba nền văn minh lớn ở cựu thổ, nhưng mỗi vị phủ chủ đều có thực lực ở cảnh giới vực chủ, nếu hợp tác, với thực lực hiện giờ của Diệp Quân, đốt cháy chám mạng cũng không đánh thắng được. Bóng đen khẽ hành lễ, vâng. Toại cổ kim nhìn bóng đen, bố trí nhiều tai mắt vào vực sâu trong vũ trụ, ta muốn biết chiều hướng và ý đồ của mọi thế lực. Hư ảnh gật đầu. Nói xong, y lặng lẽ biến mất tại chỗ. Toại cổ kim nói, thiên. Vừa dứt lời, một cô gái mặc cơ giáp màu sẫm xuất hiện trong phòng, nét mặt cô ta lạnh lùng, như khối băng.
Toại Cổ Kim nói, thế nào? Cô gái nói, có thu hoạch. Nói rồi, cô ta phất tay áo, người bóng người bị hất ngã ra. Nếu Diệp Quân ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc, vì người trước mắt này, chính là Tổ Đạo. Tổ Đạo nhìn xung quanh, mặt ngơ ngác, nhưng rất nhanh, y quay đầu nhìn cô gái cơ giáp, phẫn nộ nói, đạo đãi khách của nền văn minh Toại Minh ngươi là thế à? Hả? Cô gái cơ giáp không nhìn y. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm vào Tổ Đạo, ngươi biết Diệp Quân à? Tổ Đạo thu mắt, nhìn Toại Cổ Kim, ngươi là Toại Cổ Kim của nền văn minh Toại Minh. Thấy Tổ Đạo không lịch sự như vậy, trong mắt cô gái cơ giáp ở một bên lập tức xuất hiện sát ý, nhưng không ra tay, vì Toại Cổ Kim chưa nói gì. Toại Cổ Kim gật đầu, phải. Tổ Đạo nói, không phải nền văn minh Toại Minh các người muốn giết Diệp Quân à? Toại Cổ Kim nhìn y, phải. Vậy tốt quá rồi. Tổ Đạo thật sự buồn tận đáy lòng, càng khóc càng cảm thấy thương tâm, nước mắt cũng tuôn ra. Y vốn là người mạnh nhất vũ trụ cấp 10, nhưng không ngờ rằng, tất cả đều trở thành của hồi môn của người khác, nếu chỉ như vậy, thật ra y còn có thể chấp nhận được, dù sao. Thì kỹ năng cũng không bằng người khác, nhưng dựa vào đâu mà tất cả mọi người đều sống lại, tu vi khôi phục, còn y thì không. Dựa vào cái gì? Đây không phải là kỳ thị người ta sao? Thật là khinh người quá đáng. Toại Cổ Kim nhìn y, người biết cái gì? Nói đi. Sự hiểu biết của cô ta về Diệp Quân thật ra cũng không nhiều, vì Diệp Quân đã đưa toàn bộ Bỉ Ngạn Giới và Thập Hoang vào trong tiểu tháp. Nhưng cũng may là có cá lọt lưới. Nghe Toại Cổ Kim nói vậy, Tổ Đạo vội vàng lau nước mắt, vui vẻ hơn, người này tu đạo trật tự, nếu các người muốn giết hắn thì tuyệt đối không được nương tay, lập tức điều động toàn bộ cường giả của nền văn minh đi. Đừng cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Toại Cổ Kim nhìn y, hắn chỉ ở cảnh giới đại đế, điều động toàn bộ cường giả của nền văn minh có phải hơi quá không? Tổ Đạo vội vàng xua tay, không quá chút nào, người này yêu nghiệt lắm, đầu óc rất thông minh, nếu không lập tức giết hắn, vậy thì sẽ vô cùng phiền phức. Nói xong, y lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nhấn mạnh lần nữa, tuyệt đối không thể coi thường hắn, nhất định phải xử lý hắn triệt để, mọi người cùng nhau tiến lên. Không được cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm y, hắn chỉ có một mình thôi sao? Tổ Đạo do dự một lát, sau đó nói, không phải chỉ có một mình, sau lưng hắn còn có cô, nhưng ngươi không cần lo, thực lực của cô hắn thật ra cũng không quá mạnh, nền văn minh cựu thổ các người nhất định có thể đánh thắng được. Ồ, Toại Cổ Kim nhàn nhạt nói, sau đó không nói thêm gì nữa. Tổ Đạo đánh giá Toại Cổ Kim, có hơi nghi ngờ. Người phụ nữ này có tin mình không nhỉ? Toại Cổ Kim nói, hắn còn có một cô sao? Tổ Đạo gật đầu, đúng vậy. Nghĩ tới người phụ nữ váy trắng kinh khủng đó, ánh mắt y có chút kiêng nể, nhưng che giấu nó rất tốt, không để cho người phụ nữ trước mắt nhìn ra, nếu đối phương nhận ra người phụ nữ váy trắng kia không hề đơn giản, e là cũng sẽ không nhắm vào tên Diệp Quân ngu ngốc đó. Toại Cổ Kim nói, thực lực của cô hắn thế nào? Tổ Đạo bình tĩnh nói, nếu ở chỗ của các người, chắc là ở cảnh giới tiên đế đỉnh cao, có lẽ còn có thể cao hơn một chút. Tổ Đạo trừng mắt, ta có thể sao? Toại Cổ Kim nói, ngươi là một nhân tài, chúng ta rất chào đón nhân tài. Tổ Đạo cười, nếu ta đồng ý gia nhập cựu thổ, không biết cựu thổ định cho ta chức vị gì? Toại Cổ Kim nói, bây giờ ngươi vẫn chưa khôi phục được thực lực sao? Tổ Đạo vội vàng nói, cảnh giới của ta dù chưa khôi phục được nhưng ta rất thông minh. Toại Cổ Kim gật đầu, có thể thấy được. Tổ Đạo nghiêm túc nói, nếu các người muốn đối phó với Diệp Quân, ta có thể giúp, dù ta không có thực lực, nhưng không có ai hiểu rõ Diệp Quân hơn ta, khuyết điểm lớn nhất của hắn chính là trọng tình trọng nghĩa, háo sắc, chúng ta có thể ra tay từ hai phương diện này. Toại Cổ Kim nhìn y, nói hết những gì ngươi biết đi. Tổ Đạo gật đầu, được. Chỉ trong chốc lát, y đã nói ra hết những chuyện về Diệp Quân. Toại Cổ Kim chậm rãi lắng nghe, phân tích những nhân vật mà Tổ Đạo kể, lúc nghe Phản Chiêu Đế là tử địch của Diệp Quân, cô ta đột nhiên trợn tròn mắt, ngươi nói, Phản Chiêu Đế và hắn là tử địch ư? Tổ Đạo gật đầu, phải. Toại Cổ Kim nói rõ đi. Tổ Đạo nhìn Toại Cổ Kim, sau đó chậm rãi kể những chuyện xảy ra ở vũ trụ cấp 10. Sau khi Tổ Đạo kể xong, bầu không khí trong các đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Tổ Đạo cảm thấy hơi bức bối. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, trước tiên cho ngươi làm văn chức, đợi sau khi tu vi khôi phục lại thì lại cho ngươi lên một chức vị tốt hơn, ngươi thấy có được không?
Dù hơi thất vọng, nhưng y vẫn hiểu rõ trong lòng, bây giờ y không có thực lực, có thể làm văn chức đã là một chuyện vô cùng tốt rồi. Y gật đầu, được. Toại Cổ Kim nói, ngươi ra ngoài đi, bên ngoài sẽ có người chỉ dẫn ngươi. Tổ Đạo gật đầu, đứng dậy rời đi. Toại Cổ Kim nhẹ giọng nói, Phản Chiêu Đế, chủ nhân bút đại đạo. Nói xong, cô ta nhìn cô gái bên cạnh, ta muốn có tất cả những thông tin chi tiết về chủ nhân bút đại đạo này. Cô ta biết chủ nhân bút đại đạo nhưng cũng chỉ được nghe nói tới mà chưa tiếp xúc bao giờ. Cô gái cơ giáp kia gật đầu một cái, xoay người biến mất. Toại Cổ Kim chậm rãi nhắm mắt lại, cô ta đã lấy được rất nhiều thông tin hữu dụng từ tổ đạo kia, chủ nhân bút đại đạo, Phản Chiêu Đế và cả chi tiết của những trận chiến lúc trước. Điều này thật sự khiến cô ta bất ngờ, vì cô ta không ngờ rằng Phản Chiêu Đế và Diệp Quân lại là tử địch. Ban đầu cô ta đoán Phản Chiêu Đế và Diệp Quân có thể có quan hệ với nhau, nhưng không đúng. Toại Cổ Kim đột nhiên mở mắt ra, chuyện này không đúng. Tổ đạo nói Phản Chiêu Đế vốn đã nắm chắc phần thắng, nhưng không biết tại sao lại thất bại vào thời khắc mấu chốt, tu vi toàn thân đều bị Diệp Quân hút mất, cũng chính vì thế, Diệp Quân mới trở thành đại đế. Đương nhiên, đây cũng không phải điểm chính là chuyện sau khi Diệp Quân phế bỏ tu vi, Phản Chiêu Đế lại có tu vi. Nói cách khác, tu vi Diệp Quân phế đi lại được trả lại cho Phản Chiêu Đế. Hai người này có liên quan với nhau. Vẻ mặt Toại Cổ Kim âm trầm, chẳng lẽ bọn họ liên thủ lại tính kế cựu thổ? Nhưng cũng không đúng, nếu hai người này thật sự liên thủ tính kế cựu thổ, Diệp Quân chắc chắn phải biết rõ tất cả tình huống, mà lúc Diệp Quân tới cựu thổ, rõ ràng là hắn không biết gì về tình hình của cựu thổ, chẳng lẽ là giả vờ? Toại Cổ Kim nhíu mày, nhưng rất nhanh. Cô ta đã dẹp bỏ suy nghĩ này của mình, vì nếu Diệp Quân thật sự liên thủ với Phản Chiêu Đế, ban đầu Diệp Quân cũng sẽ không bị động như vậy, càng không biết chuyện ba nền văn minh lớn đã liên thủ lại. Toại Cổ Kim nhíu mày, hai ngón tay của cô ta nhẹ nhàng gõ lên ghế, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, không biết cô ta đã nghĩ ra điều gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên, ta thật là ngu ngốc, tại sao không thử nghĩ nó theo một góc độ khác chứ? Bàn cờ đây vốn là một bàn cờ. Vậy có khi nào Phản Chiêu Đế là người của cha hoặc cô Diệp Quân không, nhưng Diệp Quân cũng không hề hay biết chuyện này. Cô ta đã biết thực lực của cô và cha Diệp Quân, bọn họ tuyệt đối không phải người mà Phản Chiêu Đế có thể so sánh được, nhưng Phản Chiêu Đế và Diệp Quân đã giao thủ mấy lần mà không chết, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh lên, điều này không bình thường, không chỉ vậy, khi Diệp Quân có thể phản công, Phản Chiêu Đế lại không chết. Phân tích tới đây, suy nghĩ của cô ta dần trở nên rõ ràng. Giữa Diệp Quân và Phản Chiêu Đế chỉ có thể xảy ra ba khả năng. Thứ nhất, sở dĩ Phản Chiêu Đế còn sống, là vì cha và cô của Diệp Quân cố tình không giết cô ta mà giữ lại cho hắn giải quyết, cũng chính là để bồi luyện. Thứ hai là, bản thân Phản Chiêu Đế đã là người của cha và cô Diệp Quân, mục đích cũng là để bồi luyện. Thứ ba là, Phản Chiêu Đế là người của cha và cô Diệp Quân nhưng Diệp Quân cũng không biết. Cô ta dường như có thể xác định được chắc chắn là rơi vào khả năng thứ hai hoặc thứ ba. Tuyệt đối không thể nào là thứ nhất. Vì lúc Diệp Quân phế tu vi, tổ đạo không có tu vi, vậy thì đồng nghĩa với thứ đồ chơi này có thể khống chế, nếu có thể khống chế vậy cũng chính là cố tình làm, đơn giản mà nói, chính là cố tình không cho tổ đạo mà chỉ cho Phản Chiêu Đế, nếu không phải người mình, cần gì phải uổng công vô ích chứ? Cứ cho Diệp Quân không phải tốt hơn sao? Nhìn theo góc độ khác, Phản Chiêu Đế thật sự là quả sinh mệnh, cô ta là người của nền văn minh Toại Minh. Đơn giản chỉ có một mục đích, chính là nắm toàn bộ văn minh Toại Minh trong tay, thậm chí là toàn bộ cựu thổ. Diệp Quân tu trật tự, vậy hắn cần cái gì? Là sức mạnh tín ngưỡng của tất cả chúng sinh, đơn giản mà nói, mục đích của Phản Chiêu Đế có thể là trợ giúp Diệp Quân có được toàn bộ cựu thổ, sau đó giúp Diệp Quân tranh giành đại đạo. Nhưng vẫn còn một vấn đề lớn. Ba nền văn minh đứng đầu cũng là người tranh giành đại đạo, một khi như vậy, hai bên nhất định sẽ có mâu thuẫn. Toại Cổ Kim nhíu mày, cô ta có thể nghĩ tới mâu thuẫn này, Phản Chiêu Đế nhất định cũng có thể nghĩ tới, nói cách khác, người phụ nữ này có thể đã lên kế hoạch diệt trừ chủ nhân của ba nền văn minh lớn. Toại Cổ Kim chậm rãi nhắm mắt lại, bây giờ cô ta không biết trong lòng Phản Chiêu Đế, nền văn minh Toại Minh có quan trọng hay không, nếu quan trọng, vậy thì Phản Chiêu Đế cũng giống cô ta, quyết định đi theo Diệp Quân để tốt cho nền văn minh Toại Minh, nhưng nếu trong lòng Phản Chiêu Đế... Nền văn minh Toại Minh không hề quan trọng. Một lát sau, Toại Cổ Kim chậm rãi đứng dậy, cô ta đi ra ngoài,
nhìn về phía xa xăm, ánh mắt hiện lên sự lo âu vô cùng. Cô ta chỉ phân tích ra một số chuyện của Diệp Quân, nhưng đối thủ thì sao? Cho đến nay, cô ta vẫn chưa thể thoát khỏi bàn cờ và nhìn nó với góc nhìn của một người ngoài cuộc. Cô ta vẫn đang ở trong bàn cờ. Mà bên trong bàn cờ thì sẽ rất bị động, giống như bây giờ, cô ta cũng không biết nước cờ kế tiếp của chủ nhân bút đại đạo là cái gì, cũng không biết trong lòng Phản Chiêu Đế có nền văn minh toại minh hay không, càng không biết bên trong bàn cờ này có quân cờ nào khác hay không. Rất lâu sau đó, Toại Cổ Kim đột nhiên cười. Cô ta vừa nhớ lại những gì tổ đạo nói, thật ra cô ta đã bỏ qua một điều vô cùng quan trọng. Diệp Quân vì toàn bộ vũ trụ cấp 10 và những bằng hữu của hắn mà chủ động phế bỏ tu vi của mình. Trong lòng Phản Chiêu Đế có nền văn minh toại minh không thật ra cũng không quan trọng, không hề quan trọng chút nào, điều quan trọng chính là Toại Cổ Kim phải khiến trong lòng Diệp Quân có nền văn minh toại minh. Chỉ cần trong lòng Diệp Quân có nền văn minh toại minh, dù bây giờ trong lòng Phản Chiêu Đế không có nền văn minh toại minh thì sau này cũng sẽ có. Cả bàn cờ này, Diệp Quân mới thật sự là mấu chốt. Hắn tình nguyện là quân cờ, cho nên mới có bàn cờ này, nếu hắn không muốn làm quân cờ, ai dám lấy hắn làm quân cờ chứ? Toại Cổ Kim nhẹ giọng nói, nếu các người thích đánh cờ, vậy ta sẽ nhập cuộc đánh cờ với các người. Lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Toại Cổ Kim, các chủ, trong tứ đại tiên vực chỉ có vực chủ tiên vực Thiên Phủ đồng ý tới theo lời hẹn. Toại Cổ Kim nheo mắt, đối phương bắt đầu ra tay rồi. Trong hư không, vô số tia kiếm quang không ngừng đan xen tung hoành, hư không này đã bị bao phủ bởi những tia kiếm quang. Sau khi đi vào, Diệp Quân đã đại chiến đến tận bây giờ. Mà những người chiến đấu với hắn đều là những cao thủ cao cấp từ trước đến giờ của nền văn minh toại minh, dù không phải bản thể nhưng cũng rất đáng sợ. Nếu đấu tay đôi thì còn đỡ, nhưng vấn đề là bây giờ cũng không phải đấu tay đôi. Đánh một lúc, hắn đã điều động cả huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân, vì cao thủ xuất hiện xung quanh ngày càng mạnh, cũng ngày càng nhiều hơn. Đương nhiên hắn không chỉ đang chiến đấu mà còn đang học, học tập đại đạo của những cao thủ cao cấp trước đây của nền văn minh toại minh này. Hắn cảm thấy rất hưng phấn, từ sau khi đột phá, hắn rất ít khi chiến đấu, lần gần nhất là đấu một trận với cựu thổ. Đám người ở cựu thổ lại rất vô liêm sỉ, thẳng tay đánh hội đồng. Hành động đó hoàn toàn không giúp hắn nâng cao thực lực mà là đang lấy mạng hắn. Nhưng lúc này thì khác, những cao thủ của nền văn minh toại minh này không có chút giấu giếm gì với hắn cả, vừa huấn luyện vừa dạy dỗ hắn, giúp hắn thu hoạch được rất nhiều thứ. Mà Diệp Quân cũng bắt đầu thử dung hợp những kiếm kỹ mình từng học, thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm, Nhất Kiếm Quyết Sinh Tử vân vân. Điều hắn muốn làm bây giờ là dung hợp sức mạnh trật tự của mình vào trong đó, để hai kiếm kỹ này dung hợp lại với sức mạnh trật tự. Sáng tạo ra một kiếm kỹ hoàn toàn mới. Theo kiếm đạo trật tự thì cũng nên có kiếm kỹ trật tự. Hắn hiện tại muốn sáng tạo ra một kiếm kỹ cũng không có, khó ở chỗ có thể sáng tạo ra một kiếm kỹ có thể giúp chiến lực của hắn tăng lên thật nhiều. Mục tiêu của hắn đã không còn là cảnh giới bất hủ đế chủ nữa, mà lại phải có thể chiến đấu với cao thủ cảnh giới vực chủ. Một lúc sau, Diệp Quân bỗng dừng lại, mà những cao thủ phía xa cũng không tiếp tục ra tay nữa. Diệp Quân ngồi xếp bằng xuống, hít sâu một hơi, thâm nói, Tháp Gia, người đi cùng ông nội và cha lâu như thế, cho ta biết kiếm kỹ mạnh nhất của họ đi. Tiểu Tháp đáp, ông nội ngươi cũng chỉ có mỗi cái thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm, kiếm kỹ này đã theo ông ta từ rất lâu nhưng vẫn còn chưa lạc hầu. Còn cha ngươi thì rất gà mờ, cái gì cũng học một chút nhưng không tinh thông, còn gà hơn cả ngươi. Diệp Quân. Tiểu Tháp nói tiếp. Dù là thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm hay Nhất Kiếm Quyết Sinh Tử đều là kiếm kỹ rất mạnh, uy lực cũng vô hạn, chỉ phải xem ngươi có phát huy được uy lực của nó hay không. Hơn nữa càng về sau, kiếm kỹ thần thông sẽ càng ít có tác dụng, vì một kiếm đơn giản của cao thủ chân chính cũng có thể hủy diệt đất trời. Đương nhiên thực lực của ngươi bây giờ vẫn chưa làm được điều đó, nhưng mục tiêu của ngươi có lẽ là như thế. Diệp Quân gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện. Kiếm Thanh Huyên có thể tích lũy sức mạnh tín ngưỡng vô cùng vô tận, nên ta muốn dung hợp hai loại kiếm kỹ và sức mạnh tín ngưỡng lại với nhau. Tiểu Tháp hỏi, có phải ngươi cần ta giúp không? Diệp Quân cười to, chỉ có mỗi Tháp Gia hiểu ta. Tiểu Tháp nói đi, muốn ta giúp ngươi làm gì? Diệp Quân trầm giọng nói, Tháp Gia, không phải ngươi có chức năng che giấu à? Ta muốn dung hợp chức năng che giấu này của ngươi với kiếm kỹ của ta, nói cách khác khi ta thi triển kiếm kỹ này. Không một ai có thể cảm nhận được hơi thở của nó.
Trời ải! Tiểu Tháp kinh hãi nói, người đúng là một tên gian trá. Diệp Quân! Thuật ẩn thân! Cha nói thế nào ấy nhỉ? Trong những võ trụ có thể đánh giá, không ai có thể phát hiện ra Tiểu Tháp đang che giấu hơi thở, nếu chỉ dùng để che giấu cảnh giới của mình thì quá lãng phí. Hắn muốn che giấu cả kiếm kỹ của mình. Làm một kẻ mưu môi. Dùng một kiếm giết người trong vô hình. Nghĩ đến đây, Diệp Quân không nhịn được cười hì hì. Tiểu Tháp. Nghĩ là làm, khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Quân bắt đầu thử nghiệm. Phi Tiên Lâu. Phi Tiên Lâu nằm trong một vùng tinh không đặc biệt, có 9 tầng lầu, mỗi tầng là một trọng thiên, cả tòa lầu như làm từ ngôi sao, cực kỳ sáng chói. Nơi này đặc biệt là vì nó có một quy tắc, không được ra tay ở đây. Dù là cựu thổ cũng phải nể mặt quy tắc này, vì chủ nhân của Phi Tiên Lâu là Bi Tâm từ trong truyền thuyết kia. Dù đã lâu lắm rồi nàng ấy không xuất hiện, nhưng vẫn không ai dám làm trái với quy tắc này. Toại Cổ Kim vừa đi vào Phi Tiên Lâu, một ông lão đã xuất hiện trước mặt cô ta, Toại Cổ Kim nói, Chu lão, đã lâu không gặp. Chu lão nhìn cô ta, có chuyện gì à? Toại Cổ Kim gật đầu, có hẹn với một người ở đây. Nói xong, cô ta đi lên lầu. Chu lão chợt nói, cô có biết chủ nhân ở đâu không? Toại Cổ Kim cũng không dừng bước, không biết. Chu lão lại hỏi, vậy cô cảm thấy nàng ấy sẽ đi đâu? Toại Cổ Kim dừng bước, Chu lão, Bi Tâm Tử đi đâu đều không quan trọng, quan trọng ở chỗ dù ông tìm thấy nàng ấy cũng có thể làm gì đâu. Một người vô địch như nàng ấy, người bình thường hoàn toàn không thể theo kịp bước chân. Toại Cổ Kim lắc đầu, ông sẽ không trở về, ý của ta là nếu ông thật sự muốn làm nên việc lớn thì ta có thể đề cử cho ông một thiếu niên thiên tài, hắn muốn thành lập một trật tự hoàn toàn mới, nếu bây giờ ông mang theo Phi Tiên Lâu đứng về phía hắn sẽ là giúp người đang gặp nạn, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Ta nể mặt ông là một người tốt nên mới nói với ông những điều này. Nói xong, cô ta đi lên tầng 2, Chu lão im lặng. Trong nền văn minh Toại Minh, ông ta chỉ khâm phục 3 người. Đầu tiên là thủy tổ của nền văn minh Toại Minh, Bi Tâm Tử, cuối cùng là Toại Cổ Kim trước mặt. Dù lúc trước Bi Tâm Tử bất hòa với nền văn minh Toại Minh, nhưng ông ta biết chủ nhân của mình và Toại Cổ Kim đại nhân này cũng không thật sự bất hòa. Đứng về phía một thiếu niên thiên tài, Chu lão im lặng. Bây giờ ông ta không có gì khác, chỉ có rất nhiều tiền. Toại Cổ Kim đi tới tầng 9, trong tầng 9 có một người đàn ông trung niên mặc áo gấm. Người này là vực chủ của tiên vực Thiên Phủ Tả Gian, sau lưng ông ta còn có một người đàn ông, người đó là Tân Vô Đạo từng tiếp xúc với Diệp Quân. Tả Gian ngồi tựa vào cửa sổ, bên ngoài là tinh hà rộng lớn, cuối tầm mắt có những tia sao băng rơi xuống từ hướng bắc đến hướng nam, mấy tia sao băng cứ nối tiếp nhau, tựa như một cây cầu ngôi sao sáng chói, vô cùng rực rỡ. Thấy Toại Cổ Kim đi tới, Tả Gian thu hồi tầm mắt, ông ta nhìn về phía Toại Cổ Kim, mỉm cười nói, Toại đại nhân. Nghe danh đã lâu. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Toại Cổ Kim ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, Tả vực chủ, nền văn minh Toại Minh ta đã quyết định đứng về phía Diệp công tử này. Tả Gian cười nói, Toại cô nương có thể đại diện cho nền văn minh Toại Minh sao? Toại Cổ Kim đáp, không thể. Tả Gian bật cười, vậy chẳng phải Toại cô nương đang lừa ta sao? Toại Cổ Kim nói, trong trận chiến ngày đó, tất cả cao thủ của 3 nền văn minh lớn trong cựu thổ đều bị giết chết, chỉ. Mỗi ta và Thương Hồng Y còn sống. Nụ cười trên mặt Tả Gian biến mất, sau lưng hắn có mấy người xuất hiện. Toại Cổ Kim đáp, có 2 người, nhưng chỉ có một người ra tay, một kiếm giết chết mấy cao thủ cảnh giới bất hủ đế chủ. Tả Gian không nói gì, vì ông ta cũng có thể làm được, ông ta có cảnh giới vực chủ. Toại Cổ Kim nói, phân thân của Thương Hồng Y bị giết chết bằng một kiếm. Tả Gian híp mắt. Toại Cổ Kim hỏi, thực lực của chủ nhân bút đại đạo thế nào? Tả Gian đáp, sâu không lường được. Toại Cổ Kim nhìn chăm chằm ông ta, tiên vực thiên phủ chắc chắn không phải đối thủ, đúng không? Tả Gian gật đầu, cựu thổ của cô không phải đối thủ của ông ta. Toại Cổ Kim nói, nhưng ông ta cũng không dám giết chết Diệp công tử này. Tả Gian im lặng. Sở dĩ lúc trước ông ta bảo Tân Vô Đạo đi điều tra Diệp Quân là vì cảm thấy kỳ lạ. Toại Cổ Kim chậm rãi đứng dậy, Tả vực chủ, chuyện này liên quan với cuộc chiến tranh giành đại đạo, chắc ông có thể cảm nhận được có người cấp bậc cao hơn đang đánh cờ, chúng ta đều là những con cờ. Tả Gian nhìn chăm chăm Toại Cổ Kim, ta biết, dù là con cờ cũng phải chọn làm con cờ của ai,
nếu không sẽ trở thành một kẻ bị vứt bỏ. Toại Cổ Kim nói, Diệp Quân sắp để nền văn minh vũ trụ quan huyên của hắn gia nhập cựu thổ. Tả Gian cau mày, hai nền văn minh còn lại có đồng ý không? Toại Cổ Kim gật đầu, đã đồng ý rồi. Tả Gian nhìn chăm chăm Toại Cổ Kim, không nói gì. Toại Cổ Kim lại nói, ba tiên phủ khác cũng đã chọn đứng về phía hắn. Tả Gian trầm giọng nói, Toại cô nương, theo ta được biết, cô không chỉ mời tiên vực thiên phủ của ta còn mời cả ba người họ nhỉ. Mà ba người họ đều không đến dự tiệc, bây giờ cô lại nói với ta là ba người họ đã đứng về phía Diệp Quân. Toại Cổ Kim nói, tin hay không thì tùy ông. Dứt lời, cô ta đứng dậy rời đi, lúc đi tới cửa, cô ta chợt nói, Tả vực chủ, lúc chủ nhân bút đại đạo tìm các ông có nói với các ông là thế lực đứng sau Diệp Quân kia rất không đơn giản không? Tả Gian sa sầm mặt, vì không có. Rõ ràng tên khốn đó muốn lừa ông ta. Toại Cổ Kim chợt nói một câu hàm ý sâu xa, Diệp công tử rất trẻ tuổi, rất dễ thân cận. Nói xong, cô ta biến mất ở phía xa. Tả Gian chậm rãi nhắm mắt lại. Tân Vô Đạo chợt nói, vực chủ, chúng ta không làm ngư ông đắc lợi sao? Tả Gian lắc đầu, dù là chủ nhân bút đại đạo hay Diệp quân kia, mục đích của bọn họ đều là trận chiến tranh giành đại đạo, bây giờ các thế lực lớn kéo nhau chọn phe. Nếu không muốn đứng về phía một trong hai, dù chúng ta có thể tránh được tranh chấp, nhưng ngài có từng nghĩ một khi trận chiến kết thúc, kết cục của chúng ta sẽ thế nào không? Tân Vô Đạo trầm giọng nói, sẽ dần bị xâm chiếm. Tả Gian gật đầu, hơn nữa trận chiến tranh giành đại đạo còn liên quan đến văn minh tổ trong truyền thuyết, dù chúng ta không tìm được nơi đó, nhưng không có nghĩa là chủ nhân bút đại đạo và người đứng sau Diệp Quân không biết. Bây giờ ngươi không chọn phe, sau này khi có lợi ích, sao người ta có thể nghĩ đến ngươi được? Tân Vô Đạo nói, câu nói cuối cùng của Toại đại nhân có ý gì? Tả Gian bình tĩnh nói, ý cô ta là thực lực của Diệp Quân bây giờ không đủ mạnh, nếu chúng ta chọn hắn sẽ được hắn quý trọng, ngược lại nếu chúng ta chọn chủ nhân bút đại đạo, chưa chắc tên kia sẽ coi trọng chúng ta. Tân Vô Đạo hỏi, vậy chúng ta chọn chủ nhân bút đại đạo hay Diệp Quân này? Tả Gian im lặng. Rời khỏi Phi Tiên Lâu, Toại Cổ Kim một đường đi thẳng về phía Tiên Vực Thiên Mạc. Đây là một trong tứ đại tiên phủ, sức mạnh đương nhiên không hề tầm thường. Cô ta vừa đặt chân vào thì cảm nhận được vô số khí tức hùng hậu chú ý đến mình, nhưng khi chúng vừa trở tới thì đã âm thầm rút lui. Toại Cổ Kim đi về trước. Trong đại điện nọ, cô ta ngồi trên ghế với tách trà trong tay, đối diện là một ông lão đang đứng khom người với nụ cười khổ sở, đại nhân à, vực chủ của chúng ta thật sự không có ở đây. Toại Cổ Kim, ta biết. Nên ta chỉ uống chén trà rồi đi ngay, không thành vấn đề chứ. Ông lão lại cười trừ, đương nhiên là không. Thế là Toại Cổ Kim tiếp tục chậm rãi phẩm trà trong im lặng. Ông lão kia đành cung kính đứng hầu. Sau lưng đối phương là văn minh Toại Minh, mà bản thân Toại Cổ Kim lại có địa vị không hề thấp nên bọn họ đương nhiên không dám đắc tội. Một hồi sau, Toại Cổ Kim uống trà xong thì đặt ly xuống, bình phẩm không tệ. Rồi xoay gót rời đi. Để lại ông lão đứng nghịch mặt. Bỗng một người áo đen bước ra, không phải ai khác ngoài vực chủ Châu Mạc của Tiên Vực Thiên Mạc này. Ông lão vội hành lễ, vực chủ, cô ta. Châu Mạc nhíu mày, cô ta định chơi trò gì đây? Điểm đến tiếp theo của Toại Cổ Kim là Vô Gian, cũng là một trong tứ đại tiên phủ. Vực chủ Mục Vô Gian bình tĩnh cười hỏi, không giấu gì Toại các chủ, chúng ta không muốn dây vào chuyện giữa Diệp Quân và bút đại đạo này. Toại Cổ Kim, ta hiểu. Ban đầu ta cũng không muốn tham gia. Mục Vô Gian tò mò, vậy tại sao bây giờ lại tham gia? Toại Cổ Kim muốn nói lại thôi. Mục Vô Gian kiên nhẫn chờ. Toại Cổ Kim thở dài, ông cũng biết cựu thổ chúng ta từng đánh một trận với hắn. Mục Vô Gian vội hỏi, các chủ có thể cho biết tường tận được không? Toại Cổ Kim lại thở dài, ta thật lòng hiểu cho Mục vực chủ, nhưng nếu sau trận chiến ấy ta không gặp được, thì ta cũng sẽ không rơi vào vũng nước sâu đục ngầu này, tiếc rằng. Ôi, thôi vậy, sau này chúng ta gặp lại. Rồi đứng dậy bỏ đi. Để lại Mục Vô Gian cũng ngơ ngác. Cái qué gì thế? Có biết ăn nói lấp lửng là thất đức lắm không? Đợi hoàn hồn lại rồi, Mục Vô Gian mới sa sầm mặt. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến ấy? Ông ta tò mò vô cùng, nhưng có điều tra cách mấy cũng thành công cốc khi chỉ có Diệp Quân, Thương Hồng Y và Toại Cổ Kim là ba người sốt sót duy nhất. Ông ta cũng từng đến đó dùng hồi tưởng thời gian nhưng thất bại. Không thực hiện được.
mà cũng không rõ nguyên nhân, điều này mới khiến ông ta càng thêm hiếu kỳ. Mà theo lời Toại Cổ Kim thì trận chiến ấy không hề tầm thường. Rốt cuộc là chuyện gì? Đúng là thất đức quá mài. Sắc mặt Mục Vô Gian càng thêm xấu xí. Toại Cổ Kim không đi đến những tiên vực còn lại mà trở về cựu thổ, triệu tập cuộc họp với chủ sự của ba nền văn minh lớn. Bọn họ tụ tập trong thần điện, đại diện cho Toại Minh là Toại Cổ Kim, Vĩnh Sinh là trưởng lão Lý Thần, cựu thổ là Khưu Nguyên. Toại Cổ Kim lên tiếng với vẻ nghiêm trọng, chư vị, ta vừa nhận được một tin rất xấu, rằng ba trong bốn đại tiên vực đã nghiêng về phía Diệp Quân. Lý do cô ta cấp tốc trở lại chính là không cho những người này thời gian đi điều tra. Cái gì? Trưởng lão bên cựu thổ cả kinh, ba đại tiên vực đã nghiêng theo hắn. Toại Cổ Kim gật đầu, chính xác. Trưởng lão, có thể tin được không? Toại Cổ Kim, có người của ta ở trong đảm bảo. Đúng là trò mà người này thích làm. Trưởng lão kia xa sầm mặt. Hai văn minh cựu thổ và Vĩnh Sinh bọn họ từng là nạn nhân. Nhưng không ngờ người này lại còn cài người vào cả ba đại tiên vực kia. Toại Cổ Kim lại nói, suy nghĩ của ta đơn giản lắm, chúng ta cùng hợp tác, liều mạng quyết tử với Diệp Quân một phen. Những người kia trố mắt nhìn nhau. Lại đánh nữa. Lần trước, đã thua thảm lắm rồi. Toại Cổ Kim hạ giọng, các người cũng biết thiên phú hắn thế nào, nếu tiếp tục cho hắn thời gian thì sẽ thành đại họa, tuyệt đối không được. Lần này chỉ cần chúng ta hạ quyết tâm. Đã ra tay thì không nương tay, trực tiếp nhổ tận gốc hắn và các đại tiên phủ. Khưu Nguyên của cựu thổ nói, ta thấy chúng ta vẫn nên thảo luận kỹ càng cho thỏa đáng, Toại các chủ. Sau lưng Diệp Quân không chỉ có Thương Hồng Y mà còn nhiều thế lực khác, huống chỉ giờ lại có thêm ba tiên phủ. Thái độ khao khát muốn giết Diệp Quân của Toại Cổ Kim làm ông ta cảm thấy có gì đó không đúng, cho rằng người này đang mượn tay Diệp Quân để bào mòn sức mạnh của cựu thổ và Vĩnh Sinh. Lý Thần bên kia cũng gật đầu, chuyện này đúng là kỳ lạ, chúng ta không thể hành động lỗ mãng mà phải làm cho kỹ càng. Nên thảo luận nhiều hơn. Tầm mắt ông ta và Khưu Nguyên giao nhau. Bỗng một trưởng lão bên Toại Minh lên tiếng, ta thấy chúng ta có thể đàm phán với Diệp Quân. Lời này khiến cường giả hai phe còn lại ngạc nhiên. Hàm hồ! Toại Cổ Kim quát lớn, ngươi ăn nói kiểu gì thế hả? Hắn và chúng ta đều theo đạo trật tự, trời sinh đã là kẻ địch. Đàm với trả phán gì ở đây? Ta vẫn giữ ý cũ, mọi người hãy hợp tác lại để bóp chết hắn từ trong trứng nước, đừng cho hắn cơ hội phát triển. Khưu Nguyên nhìn người phụ nữ đang nổi nóng, Toại đại nhân đừng nóng giận vậy. Người xưa có câu không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ta thấy vị trưởng lão này nói cũng có lý, sao chúng ta lại không thể đàm phán cùng Diệp Quân chứ? Nếu có thể hóa thù thành bạn. Toại Cổ Kim lắc đầu, Khâu trưởng lão ngây thơ quá rồi. Tiên vực chúng ta đàm phán với người tu trật tự như hắn chẳng khác gì bảo hổ lột da. Thiên phú hắn đáng sợ thế này, nếu tiếp tục cho hắn thời gian thì sẽ thành đại họa. Khưu Nguyên hạ giọng, ta đương nhiên biết, nhưng bây giờ chúng ta bắt tay nhau cũng không hoàn toàn có khả năng thắng được hắn cơ mà Toại đại nhân. Đã vậy thì sao không thử đàm phán, cho dù không thành thì cũng có thể thăm dò lai lịch hắn chứ. Lý Thần gật gù, Diệp Quân tuy muốn thành lập trật tự nhưng cũng chỉ mới ở bước khởi đầu mà thôi, chưa mang đến uy hiếp quá lớn với chúng ta. Nếu có thể thông qua đàm phán để kéo hắn về phía chúng ta thì càng tốt. Với cả hắn còn quá trẻ, có nghĩa là càng dễ lung lạc. Toại Cổ Kim đen mặt, tên Diệp Quân này thật sự không hề đơn giản. Tuổi còn trẻ đã mạnh thế này, Lý Thần trưởng lão đừng để bị lừa. Lý Thần, ta biết, ý ta là thay vì đổ máu. Chẳng thà nói chuyện trước một phen. Nếu hắn không muốn nói chuyện mà chỉ muốn liều chết thì chúng ta phụng bồi đến cùng. Khưu Nguyên cũng gật đầu, ta cũng có ý đó. Cứ đàm phán với thăm dò hắn trước đi, dù sao chỉ cần ba nền văn minh chúng ta một lòng đoàn kết thì không sợ ai cả, người ngoài cũng đừng hòng được lợi. Toại Cổ Kim nhíu mày không nói, sắc mặt xấu xí vô cùng. Khưu Nguyên thấy vậy thì càng tin rằng cô ta đang muốn mượn tay Diệp Quân để tiêu hao cựu thổ và Vĩnh Sinh. Bèn vội nói, ta biết hắn nguy hiểm, nếu tình hình cho phép thì đương nhiên phải nhổ tận gốc, nhưng thế cục bây giờ không rõ, vẫn nên quan sát cẩn thận thì hơn. Lý Thần hùa theo, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính đâu Toại các chủ. Diệp Quân có thể khiến ba đại tiên vực chịu giúp đỡ đã là kỳ lạ, ta thấy nên tiếp xúc với hắn đã. Toại Cổ Kim thở dài, hai vị à, cho hắn thời gian trưởng thành chính là họa lớn về sau. Chưa kể. Cô ta đổi giọng.
hắn đang hận chúng ta đến xương tủy, chúng ta có muốn đàm phán cũng không dễ. Dù sao thì hai vị ra mặt đi, toại cổ kim ta còn lâu mới vứt thể diện đi làm việc ấy. Rồi lập tức đứng dậy. Lý Thần gọi theo, toại các chủ đợi đãi Khư Nguyên cũng cản toại cổ kim lại, cười khổ cô thạo đàm phán hơn, cô không đi thì bọn ta mới càng khó nói chuyện. Lý Thần, toại các chủ là người thích hợp nhất, khi ấy có lẽ còn thăm dò được hắn thế nào. Bọn ta tin hắn tuyệt đối không phải đối thủ của cô. Các trưởng lão còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Toại cổ kim là người thâm độc nhất cựu thổ. Đây là điều ai cũng đồng ý. Đó là ấn tượng của cô ta với người của Vĩnh Sinh và cựu thổ, từng khiến họ chịu nhiều đau khổ, nhưng một khi nghĩ đến việc cô ta phải đi lá mặt lá trái với Diệp Quân thì ai cũng thấy hả dạ. Thả kẻ bại hoại ra cắn kẻ không ra gì. Sướng. Cuối cùng, vì đám người Văn Minh Vĩnh Sinh và cựu thổ không ngừng khuyên nhủ, lúc này toại cổ kim mới rất không tình nguyện đồng ý làm chuyện xấu đó. Sau khi tan họp, toại cổ kim đi đến tế đàn thần võ, lúc này quan võ đứng đầu xuất hiện ở bên cạnh cô ta. Quan võ đứng đầu hỏi, không phải muội nói nền Văn Minh cựu thổ và Vĩnh Sinh không gia nhập mới tốt hơn sao? Sao giờ lại thay đổi chủ ý rồi? Toại cổ kim bình tĩnh nói, đứng ở góc độ nền Văn Minh toại minh chúng ta, Văn Minh cựu thổ và Văn Minh Vĩnh Sinh không gia nhập tất nhiên là tốt hơn, tốt nhất là cắn nuốt luôn bọn họ, nền Văn Minh toại minh chúng ta sẽ độc hưởng lợi ích, thế nhưng ở góc độ Diệp công tử thì cả ba nền Văn Minh cùng gia nhập mới là tốt nhất. Quan võ đứng đầu quay sang nhìn toại cổ kim ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn thần võ, khẽ nói, nếu hắn đặt chí ở việc làm chủ chung vũ trụ, thì ta phải mở rộng tầm nhìn hơn nữa mới được. Quan võ đứng đầu gật gật đầu. Toại cổ kim nói, người phụ nữ kia có động tĩnh gì không? Quan võ đứng đầu lắc đầu, không có động tĩnh gì cả. Toại cổ kim nhíu mày chặt lại. Quan võ đứng đầu thấy vẻ mặt của cô ta thì mới nghi hoặc, không có động tĩnh gì mới tốt chứ. Toại cổ kim lắc đầu, không có động tĩnh có nghĩa là đối phương không sợ hãi, chắc chắn có hậu chiêu. Quan võ đứng đầu sầm mặt lại. Trong ánh mắt toại cổ kim ánh lên một tia lo lắng. Cô ta không sợ đối thủ ở ngoài sáng, nhưng bây giờ cô ta gần như không biết gì về chủ nhân bút đại đạo, cũng vì vậy mà cô ta cũng chẳng biết đối phương lợi hại hay mạnh mẽ đến mức nào. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Thứ cô ta sợ nhất là thực lực của đối phương đã vượt khỏi tầm nhận thức hiện tại của cô ta. Khó quát toại cổ kim nhìn chăm chăm Diệp Quân ở trong tế đàn thần võ, trong ánh mắt hiện lên sự phức tạp, cô ta nói, con. Đường hắn chọn không dễ đi. Quan võ đứng đầu nói, muốn trở thành chủ chung của vũ trụ, con đường này nào có dễ đi như thế? Toại cổ kim cười đáp, đúng vậy. Quan võ đứng đầu nói, phản chiêu đế kia. Toại cổ kim, người này không cần lo lắng, cô ta là người bên mình, huynh cứ theo dõi Thương Hồng Y thôi, người này vô cùng có khả năng liên quan đến chủ nhân bút đại đạo. Quan võ đứng đầu khẽ gật đầu, được. Toại cổ kim lại nói, theo ta được biết, người phụ nữ kia có dẫn theo một cô nương. Quan võ đứng đầu hỏi, ý muội là. Toại cổ kim liếc nhìn ông ta mà không nói gì. Quan võ đứng đầu có chút không vui, muội có thể đừng dùng ánh mắt như nhìn tên ngu để nhìn ca ca của mình được không? Toại cổ kim nói, biết tại sao lúc trước cha và cô của hắn không giết ta không? Bởi vì, nói đoạn, trong mắt cô ta ánh lên một tia phức tạp, bọn họ đã cho ta một cơ hội, nếu ta không thức thời một chút thì huynh nghĩ ta có thể sống đến bây giờ không? Quan võ đứng đầu, rồi khẽ thở dài, cha của hắn đối xử với hắn rất tốt, ông ấy làm nhiều chuyện như thế nhưng lại chẳng nói gì. Quan võ đứng đầu nói, vì sao muội không nghiên cứu thử thời không trong tiểu tháp của hắn? Toại cổ kim lại nhìn ông ta. Sắc mặt quan võ đứng đầu lại đen đi, ánh mắt này đúng là biết sỉ nhục người khác, mà ông ta lại không thể làm gì được, thật sự rất uất ức. Toại cổ kim cũng không tiếp tục sỉ nhục ông ta. Chỉ nói, giờ huynh đến trước mặt một người nguyên thủy biểu diễn. Một màn tay không phá sao, rồi bảo người đó nghiên cứu chiêu thức của huynh, họ có thể nghiên cứu được gì. Quan võ đứng đầu. Toại cổ kim chậm rãi đi về phía xa, khi cô ta đến trước tế đàn thần võ thì tế đàn thần võ hơi rung lên, ngay sau đó, Diệp Quân chậm rãi bước ra từ bên trong. Diệp Quân cười nói, toại cô nương. Toại cổ kim nhìn Diệp Quân một lượt, thu hoạch được không ít. Diệp Quân gật đầu, ừ, nhiều lắm. Toại cổ kim nói, vậy thì tốt rồi. Diệp Quân hỏi, cô tìm ta có chuyện gì à?
Toại cổ kim, ta đã thuyết phục văn minh cựu thổ và văn minh vĩnh sinh, bọn họ đồng ý cho ngươi gia nhập cựu thổ. Diệp Quân rất là khiếp sợ, bọn họ đồng ý. Toại cổ kim gật đầu, ừ. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, sao toại cô nương làm được? Toại cổ kim bình tĩnh nói, tất nhiên là phải phí công sức một chút, nhưng chỉ là chuyện nhỏ thôi, ta tới tìm ngươi là muốn hỏi ngươi vài chuyện. Diệp Quân nhìn nàng một cái rồi đáp, cô hỏi đi. Toại cổ kim nói, ngươi biết về chủ nhân bút đại đạo kia được bao nhiêu? Diệp Quân trầm giọng đáp, cũng không biết nhiều, nhưng ta biết ông ta từng là đối thủ của cha ta, hình như cũng có chút quan hệ với ông nội ta nữa, còn cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ. Toại cổ kim nói, ta đang nghĩ chính ông ta đang nhắm vào ngươi. Sắc mặt Diệp Quân hơi lạnh đi, không cần hoài nghi, chính là ông ta. Toại cổ kim nói, bây giờ ông ta ở trong tối, chúng ta ngoài sáng, chúng ta rất bị động. Diệp Quân gật đầu, ta biết, nhưng không có cách nào. Toại cổ kim nhìn hắn, trong mắt cô ta như chứa cả vũ trụ mênh mông, khiến người nhìn có chút say mê. Diệp Quân lập tức hiểu rõ ý của cô ta, kinh ngạc nói, ý của cô là. Toại cổ kim nhìn hắn, đừng nói ra. Diệp Quân nhìn Toại cổ kim, không nói gì nữa. Toại cổ kim bảo, vào tháp rồi nói. Diệp Quân gật đầu. Hai người vào trong tiểu tháp. Hai người ngồi xuống một bãi đất trống, trò chuyện rất lâu, Toại cổ kim vẫn luôn bình tĩnh, nhưng Diệp Quân càng nói lại càng kích động. Không có ai biết bọn họ nói về chuyện gì. Sau khi rời khỏi tiểu tháp, ánh mắt Diệp Quân nhìn Toại cổ kim đã khác xưa. Thực sự là nhân tài. Toại cổ kim nói, trước hết ngươi cứ tiếp tục tu luyện đi, ta đi làm một vài chuyện đã, ngươi đưa ta mượn dùng tháp này đi. Diệp Quân lập tức gật đầu, được. Nói rồi, hắn đưa tiểu tháp cho Toại cổ kim. Toại cổ kim lại nói, kiếm của ngươi nữa. Diệp Quân không hề do dự mà đưa kiếm Thanh Huyên cho Toại cổ kim, cô cầm đi. Toại cổ kim nhận kiếm Thanh Huyên và tiểu tháp rồi xoay người rời đi. Diệp Quân nhìn bóng lưng rời đi của Toại cổ kim, lâm vào đăm chiêu. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa mà xoay người về lại tế đàn thần võ tiếp tục tu luyện, hắn đã dung hợp được kiếm kỹ gần hoàn toàn rồi, hiện tại việc hắn cần làm là tôi luyện. Cố vấn các. Bên trong các, Tổ Đạo ngồi trước bàn làm việc, nhìn giấy tờ chất chồng như núi trước mắt, ông ta thấy đau đầu khôn xiết. Bây giờ ông ta cũng coi như là một thành viên của cố vấn các, nhưng cấp bậc vẫn chưa coi, chỉ có thể xử lý một vài việc vặt. Ông ta cảm thấy vô cùng không xứng với thân phận của mình. Lúc này, ông ta đột nhiên thấy Toại cổ kim đi vào, thấy vậy, ông ta vội vàng đứng lên đi đến trước mặt Toại cổ kim rồi nở nụ cười tươi như hoa, Toại các chủ. Toại cổ kim nhìn về phía ông ta, sao? Tổ đạo tràn ngập vẻ lấy lòng, khi nào chúng ta mới ra tay với Diệp Quân? Ta nói cho cô biết, thiên phú của người này rất đáng sợ, tốc độ phát triển của hắn rất biến thái, thứ cho ta nói thẳng, hễ cho hắn thêm chút thời gian nào là hắn sẽ có thể bỏ xa toàn bộ văn minh cựu thổ lại phía sau. Muốn đối phó với hắn thì phải tốc chiến tốc thắng, hơn nữa nếu muốn tàn nhẫn hơn thì nghìn vạn lần không được khinh địch, phải vận dụng toàn bộ sức mạnh để giết hắn. Toại cổ kim khẽ gật đầu, ý kiến của ông rất hay, ông là một nhân tài, tốt lắm. Nói xong, cô ta bước về phía xa. Tổ đạo ở phía sau lại hô lên, tuyệt đối đừng khinh địch nhé. Trong tiểu các, Toại cổ kim ngồi xuống, trên bàn sách trước mặt cô ta để vài quyển sách dày, cô ta mở từng quyển ra đọc, khi đọc xong quyển cuối cùng thì lông mày chợt nhíu lại thiên. Toại cổ kim nói, các nền văn minh xung quanh đó thế nào? Cô gái cơ giáp trả lời, rất yếu. Toại cổ kim trầm mặc không nói. Văn minh tồi. Cô gái cơ giáp lại nói, có muốn bảo bọn họ. Toại cổ kim khoát tay áo một cái, không cần, để các nền văn minh nơi đó thăm dò trước đã. Cô gái cơ giáp gật đầu, vâng. Nói rồi, cô ta lui xuống. Toại cổ kim dựa vào ghế trầm tư. Văn minh tồi. Toàn bộ cựu thổ cùng mấy tiên vực lớn đều tìm kiếm di tích văn minh tổ ở khắp các vũ trụ, nhưng qua nhiều năm vẫn chẳng thu hoạch được gì. Trong vũ trụ mênh mông, tìm được văn minh tổ từng biến mất rất khó. Mà bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một bí cảnh thiên phủ, còn có quan hệ với văn minh tổ. Toại cổ kim nhíu mày lại, đây là trùng hợp à? Cô ta không suy nghĩ nhiều nữa, rời khỏi tiểu các. Chỉ một lát sau, cô ta đã đến thần điện cựu thổ. Các trưởng lão của ba nền văn minh lớn cũng lần lượt xuất hiện. Nhìn thấy Toại cổ kim, Khư Nguyên của văn minh cựu thổ lập tức nở nụ cười sán lạn, Toại cô nương,
như thế nào, thu hoạch được gì không? Sắc mặt Toại Cổ Kim lập tức lạnh xuống, Diệp Quân kia rất khó giao thiệp. Sắc mặt Khư Nguyên lập tức trầm lại, chẳng lẽ hắn muốn đánh nhau với chúng ta? Lý thần của nền văn minh Vĩnh Sinh cũng trầm giọng nói, nếu thật là vậy thì chúng ta phải lập tức liên thủ, thẳng tay tiêu diệt hắn. Nói rồi, ông ta nhìn Toại Cổ Kim, hắn thật sự muốn đánh nhau với chúng ta à? Toại Cổ Kim nói, hắn không có ý đó, nhưng cũng không có ý định hợp tác với chúng ta. Lý thần nghi hoặc, tại sao? Toại Cổ Kim nói, hắn nói chúng ta quá yếu, căn bản không xứng để liên thủ với hắn. Cái gì? Khư Nguyên lập tức giận tím mặt, làm càn, hắn dám ngông cuồng như vậy. Tức chết ông đây mất, chúng ta đánh hắn đi, đừng nể tình nữa. Sắc mặt Lý thần cũng vô cùng khó coi, Diệp Quân này thật sự quá ngông cuồng. Lúc này, Toại Cổ Kim lại nói, không cần phải vậy đâu, bởi vì hắn cũng không có ý làm địch với chúng ta. À đúng rồi, hắn còn tiện tay đưa cho ta một tòa tháp. Tháp? Hai người đều có chút nghỉ hoặc. Toại Cổ Kim lập tức đưa bọn họ vào trong tiểu tháp. Hai người. Chấn động. Lúc này Khư Nguyên và Lý Thần đều vô cùng chấn động, như Sử Nam lần đầu thấy phụ nữ không mảnh vải che thân, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Trong tháp 10 năm, chỉ bằng một ngày ở ngoài. Trên đời còn có thần vật nghịch thiên như vậy sao? Mà tên kia còn tùy tiện đưa cho người khác. Gia thế phải như nào vậy? Sao nuôi ra được người như vậy? Toại Cổ Kim nhìn vẻ mặt chấn động của hai người, ánh mắt bình tĩnh như nước, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc chấn động, trong mắt Khư Nguyên lóe lên một tia phức tạp, ông ta nhìn về phía Toại Cổ Kim, Toại các chủ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cô nói cho chúng ta nghe đi. Tất nhiên bọn họ không tin Toại Cổ Kim, tiểu tháp nghịch thiên như vậy mà chỉ tiện tay đưa thôi à. Bọn họ không phải trẻ lên ba. Toại Cổ Kim cũng không thấy bất ngờ, nếu dễ dàng thuyết phục được bọn họ như vậy thì cô ta đã quá xem thường nền văn minh của hai người này rồi. Toại Cổ Kim nhìn hai người, hai vị có ý kiến gì? Khư Nguyên nhìn cô ta, còn ý kiến gì được nữa? Từ ban đầu chúng ta đã đánh giá quá thấp người này. Lý Thần cũng trầm giọng nói, không ngờ hắn lại nắm giữ thần vật như vậy, hắn có quan hệ với văn minh tổ chăng? Vừa dứt lời, sắc mặt Khư Nguyên lập tức thay đổi, ông ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cũng đúng. Thần vật cỡ này chắc chắn có liên quan đến văn minh tổ. Hai người đua nhau nhìn về phía Toại Cổ Kim, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng thăm dò. Toại Cổ Kim đáp, hắn chưa nói. Hai người cau mày lại, Toại Cổ Kim lại nói, nhưng có lẽ là có quan hệ thật. Khư Nguyên trầm giọng nói, Toại các chủ, cô cũng không thể nắm chắc à. Toại Cổ Kim đột nhiên hỏi, hai vị có muốn tiến lên thêm một bước không? Hai người đầu sửng sốt, không rõ là sao. Toại Cổ Kim nhìn chăm chằm hai người, muốn hay không? Hay là đã dám hay chưa? Tất nhiên Khư Nguyên hiểu ý cô ta là gì, ông ta nhìn chòng chọc vào Toại Cổ Kim, Toại các chủ, cô có biết mình đang nói gì không? Không đúng. Lý Thần đột nhiên cả kinh nói, nơi đây không phải là nghịch chuyển thời gian, mà là đang sáng tạo thời gian. Như sấm rền vang trời. Khư Nguyên và Lý Thần chạm mắt với nhau, trong đáy mắt đều là sự ngơ ngác. Tế đàn thần võ. Lúc này Diệp Quân vẫn đang tu luyện, khoảng thời gian này hắn thực sự đã thu hoạch được quá nhiều, mặc dù cảnh giới của hắn không nâng lên, nhưng tâm cảnh và sức chiến đấu đã tăng vọt. Tất nhiên hiện tại hắn không tu cảnh giới, với hắn mà nói, đạo tu luyện cảnh giới hiện có đã không còn chung đường hắn đi, hắn đang đi trên con đường của chính mình, chứ không phải của người khác. Trong hư không, Diệp Quân xòe tay ra, một thanh kiếm trật tự ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn, nhìn thấy kiếm trật tự, khóe miệng hắn hơi cong lên. Nở nụ cười xấu xa. Bây giờ nếu hắn tung kiếm này ra thì sẽ im hơi lặng tiếng kết liễu đối phương, cho dù là bất hủ đế chủ cũng sẽ không cảm nhận được chiêu kiếm này của hắn. Nếu làm được tới như lão lục thì hắn sẽ thật sự vô địch. Còn bên trên bất hủ đế chủ thì hắn chưa từng tiếp xúc qua nên không dám nói được gì. Một lát sau, hắn rời khỏi tế đàn thần võ, vừa ra ngoài đã thấy Toại Cổ Kim đến. Toại Cổ Kim nói, bọn họ đã đồng ý để ngươi gia nhập cựu thổ, đồng thời cũng đã tìm cho ngươi một khu vực mới, không quá lớn nhưng đủ để những vũ trụ trong tháp ngươi sinh sống. Diệp Quân hỏi, có điều kiện không? Toại Cổ Kim khẽ gật đầu, có, nhưng đều là thứ ngươi có thể chấp nhận. Diệp Quân có chút hưng phấn.
Bây giờ tuy hắn đã có khá nhiều đế mạch cực phẩm, nhưng linh khí bên trong tiểu tháp hoàn toàn không thể sánh được với cựu thổ này, nếu để bọn họ ra ngoài tu luyện thì chắc chắn sẽ còn gặt hái được nhiều hơn. Hơn nữa còn có thể tiếp xúc với ba nền văn minh cựu thổ, rất có lợi với con đường phát triển tiếp theo. Nhưng chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía Toại Cổ Kim, có chút ngạc nhiên, sao cô thuyết phục được bọn họ. Lúc trước nền văn minh Toại Minh dù có thể đặt chân vào cựu thổ nhưng cũng là vì đã đánh một trận sinh tử tàn khốc, mà qua nhiều năm như thế, vẫn chưa có bất kỳ văn minh nào có thể gia nhập vào cựu thổ nữa, dù sao nơi này càng ít người càng tốt. Toại Cổ Kim nói, ngươi không cần để ý những chuyện này. Nói rồi, cô ta lấy một quyển sách ra đưa cho Diệp Quân, nơi này sẽ là của ngươi, bởi vì thực lực nền văn minh của ngươi còn yếu nên ta sẽ phái một vài cường giả và người quản lý của nền văn minh Toại Minh đến quản lý cùng ngươi. Những cường giả đó sẽ phụ trách bảo vệ địa phận, còn quản lý sẽ hỗ trợ ngươi cai quản, tránh cho bọn họ xảy ra xung đột với người của ba nền văn minh còn lại. Diệp Quân gật gật đầu, cô suy tính rất chu toàn. Toại Cổ Kim nói, bọn họ muốn gặp ngươi. Diệp Quân nói, văn minh cựu thổ và văn minh vĩnh sinh. Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Quân hỏi, là chủ nền văn minh muốn gặp à? Toại Cổ Kim lắc đầu, chủ của nền văn minh bọn họ đã mấy chục nghìn năm chưa xuất hiện rồi, chủ của nền văn minh Toại Minh chúng ta cũng vậy. Toại Cổ Kim lại nói, hai người muốn gặp ngươi tuy không phải là chủ của nền văn minh, nhưng họ là người trưởng quản thực tế hiện nay của các nền văn minh đó. Thật ra chủ nền văn minh đối với chúng ta bây giờ mà nói chỉ là một thân phận tượng trưng thôi, rất nhiều người không biết bọn họ, cũng không thể biết bọn họ. Diệp Quân có hơi ngạc nhiên, nhưng có thể hiểu được. Lấy Thư viện Quan Huyên làm ví dụ, mặc dù Thư viện là do cha thành lập, nhưng từ khi hắn tiếp nhận đến giờ lại nhận ra sức ảnh hưởng của cha đang ngày càng yếu đi, bởi vì tầng quản lý hạt nhân của Thư viện hiện tại đều là do hắn đề bạt lên, bọn họ chỉ biết mỗi Diệp Quân hắn. Nếu qua thêm mấy đời nữa thì khi đó có lẽ mọi người chỉ biết kiếm chủ Quan Huyên chứ không ai nhắc đến kiếm chủ nhân gian nữa, trừ khi cha thường xuyên xuất hiện ở thư viện. Toại Cổ Kim lại nói, lát nữa người nói chuyện với bọn họ có thể tự tâng bốc bản thân một chút. Diệp Quân gật gật đầu, được thôi. Đương lúc nói chuyện, hai người đã đi đến một vùng hư không, Khư Nguyên và Lý Thần đã chờ ở đây từ sớm. Thấy hai người, Diệp Quân khẽ mỉm cười, Khư trưởng lão, Lý trưởng lão. Khư Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Quân, mở miệng nói thẳng vào vấn đề, Diệp công tử, người đến từ văn minh tổ à? Diệp Quân liếc mắt nhìn Toại Cổ Kim, sau đó cười nói, Khư trưởng lão, đừng nhìn văn minh tổ với ánh mắt thần thánh như vậy, vũ trụ này bao la, văn minh tổ chỉ là một hạt muối bỏ bể giữa dòng vũ trụ bất tận này thôi. Toại Cổ Kim thản nhiên nhìn Diệp Quân, không nói gì. Khư Nguyên quay đầu nhìn Toại Cổ Kim nói, Khư trưởng lão và Lý trưởng lão đều là người bên mình. Không cần che giấu cũng được. Diệp Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, ta là chủ chung của vũ trụ. Hả? Hắn vừa nói xong, mấy người đều khiếp sợ. Toại Cổ Kim cũng quay sang nhìn Diệp Quân, rõ ràng là cũng thấy bất ngờ, ta bảo ngươi tự tâng bốc một tí, chứ không bảo ngươi tự tâng bản thân tới suối vàng như vậy. Diệp Quân bình tĩnh nói, không tin à? Khư Nguyên trầm giọng nói, Diệp công tử, chuyện này không vui đâu. Diệp Quân cười nói, ta cũng hiểu tại sao Khư trưởng lão không tin. Lý Thần đột nhiên nói, Diệp công tử chứng minh được không? Diệp Quân cười nói, ta nhìn không giống vậy à? Khư Nguyên nói thật, Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng, trông ngươi như con ông cháu cha hơn. Diệp Quân, Toại Cổ Kim đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi nói mình là chủ chung vũ trụ, ta cũng không tin. Khư Nguyên và Lý Thần nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim nói tiếp, tiểu tháp của ngươi tuy rất đáng gờm, nhưng ta không tin nó là thần vật của văn minh tổ, bởi vì thân vật cỡ này, ba nền văn minh lớn chúng ta không phải là không có. Nghe Toại Cổ Kim nói thế, Khư Nguyên và Lý Thần cùng giật giật mí mắt, giả bộ hơi khoa trương rồi đó. Nhưng bọn họ biết Toại các chủ chỉ đang rào trước Diệp Quân, nên cũng thay nhau gật đầu, Khư Nguyên nói, Toại các chủ nói rất đúng, Diệp công tử, tháp này quả thật không đơn giản. Nhưng với ba nền văn minh lớn chúng ta mà nói thì cũng chỉ đến như vậy thôi. Lời này vừa nói ra, tim ông ta đã đập bình bịch, trên mặt cũng có chút nóng bừng, nhưng cũng thấy có hơi kích thích. Cảm giác giả ngầu này cũng thích ghê. Diệp Quân chỉ nở nụ cười, hắn xòe tay ra, ba loại sức mạnh huyết mạch lập tức nương theo kiếm ý trật tự của hắn bộc phát ra.
Diệp Quân nhìn ba người, ba vị có từng thấy qua huyết mạch này chưa? Thấy huyết mạch của Diệp Quân, vẻ mặt của Khư Nguyên và Lý Thần đều trở nên nghiêm túc, Toại Cổ Kim cũng diễn đến xuất thần, cô ta chợt siết chặt hai tay lại. Khư Nguyên và Lý Thần lúc này vẫn trưng vẻ bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng đã sớm sóng xô biển dâng rồi. Sức mạnh huyết mạch phun trào này khiến dù là bọn họ cũng thấy hơi hồi hộp. Quả thật đáng sợ, mà tên này lại có tận ba loại. Nghịch thiên thế nào? Khư Nguyên do dự một lúc rồi nói, Diệp công tử, đây là... Diệp Quân bình tĩnh nói, huyết mạch tổ, ta ngự sáng tạo, cả ba loại đều là ta tự sáng tạo ra. Toại Cổ Kim tiểu tháp. Khư Nguyên và Lý Thần im lặng, bọn họ luôn cảm thấy tên này nói xạo, nhưng vấn đề là huyết mạch của hắn thật sự khủng bố, không chỉ thế mà còn cái tháp kia nữa. Diệp Quân thu hồi sức mạnh huyết mạch, cười nói, ba vị không tin ta là chủ chung của vũ trụ thì ta có thể hiểu được, dù sao bây giờ ta chỉ vừa trọng sinh, cho dù là tu vi hay thực lực đều kém xa khi trước, ngay cả ký ức cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Khư Nguyên vội hỏi, Diệp công tử trọng sinh sao? Diệp Quân gật đầu, năm đó vì một vài nguyên nhân đặc biệt mà ta không thể không tái thế trùng tu, nhưng không ngờ người hầu từng thân cận nhất của ta, cũng chính là chủ nhân bút đại đạo lại phản bội ta, không muốn để ta trở về văn minh tổ, đúng là tên đáng chết. Toại Cổ Kim liếc mắt nhìn Diệp Quân, không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo. Khư Nguyên và Lý Thần nhìn nhau một cái, cuối cùng Khư Nguyên nói, Diệp công tử, người có biết văn minh tổ ở đâu không? Diệp Quân gật đầu, tất nhiên rồi, nhưng... Nói rồi hắn nhìn hai người một lát, cười bảo, ta nói với các ngươi chuyện này để làm gì? Hia vị yên tâm đi, ta không có ý định làm kẻ địch với mọi người, chẳng bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi đây, đợi thực lực mình khôi phục. Nói đến đây, hắn không nói tiếp cho hết ý mà đã xoay người rời đi. Sâu trong rừng trúc, Diệp Quân ngồi ở bên một dòng sông, trước mặt hắn nước sông trong suốt chậm rãi trôi. Gió nhẹ khẽ thổi, nước sông lăn tăn gợn sóng. Trong tay hắn đang cầm một quyển sách cổ dày cộm. Đây là quyển sách tùy bút của một tác giả vô danh hắn được từ trong rừng trúc, trong đó ghi lại một vài chuyện lớn của nền văn minh cựu thổ từ trước tới nay, bên cạnh đó cũng có rất nhiều bút tích chú thích của Toại Cổ Kim, hắn thấy rất thú với những chú thích đó. Lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân. Diệp Quân khép sách cổ lại rồi quay đầu nhìn, Toại Cổ Kim đang chậm rãi bước tới. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt thanh thoát, trên hông đeo thắt lưng màu tím, khiến vóc người của cô càng thêm thon thả yêu kiều. Cô ta luôn giữ vẻ bình tĩnh và thong dong, có rất ít chuyện khiến lòng cô ta dậy sóng. Toại Cổ Kim liếc mắt nhìn quyển sách cổ ở trong tay Diệp Quân, thấy ánh mắt của cô ta, Diệp Quân cười nói, có ngại không? Toại Cổ Kim đáp, ngươi cũng thích đọc sách à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Toại Cổ Kim nói, người muốn biết rõ về cựu thổ. Diệp Quân đáp, ừ. Toại Cổ Kim xòe tay ra, một quyển sách cổ dày cộm bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân hơi ngạc nhiên hỏi, đây là gì? Toại Cổ Kim nói, cổ sử cựu thổ, sách này viết toàn bộ lịch sử cựu thổ. Dòng sông lịch sử của cựu thổ đã trải dài hơn 300 tỷ năm. Trong quá trình đó có cường giả trải qua khổ cực khai tông lập thống, lưu lại cho con cháu, được người người thờ phụng. Cũng có những cường giả lấy sức một người cải thiên nghịch mệnh, đánh vỡ giới hạn vũ trụ, lao khỏi lao tù, đi thám hiểm sự huyền bí của tận cùng vũ trụ. Cũng có những người sáng lập nên một đạo tu luyện hoàn toàn mới, hoặc sáng lập nên nền văn minh kéo dài mấy trăm tỷ năm. Tất nhiên cũng có vài yêu nghiệt tuyệt thế vừa sinh ra đã vô địch tung hoành, nhưng rồi cũng đột ngột ngã xuống, sớm nở chóng tàn. Nói đến đây, cô ta dừng lại một lát rồi nói tiếp, vũ trụ cứ luân hồi như thế, sinh rồi tử. Tử rồi sinh, là một vòng lặp vô. Hạn, Diệp Quân nghe xong thì cảm khái, có lúc ta cũng muốn thoát ra khỏi toàn bộ vũ trụ, rồi lấy góc nhìn thứ ba quan sát vũ trụ hiện nay, xem nó rốt cuộc là cái gì. Toại Cổ Kim nói, có lẽ cô và cha của ngươi đã làm được rồi, Diệp Quân gật đầu, khẳng định, bọn họ đã làm được. Toại Cổ Kim nhìn hắn, ngươi có từng suy nghĩ thử bây giờ bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú với điều gì không? Diệp Quân khẽ nhíu mày. Đúng là hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cha và cô đã vô địch, vậy bây giờ họ hứng thú với điều gì nữa? Toại Cổ Kim nói, có lẽ nào chuyện khiến họ cảm thấy hứng thú lại liên quan đến ngươi không? Diệp Quân nhìn về phía Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, ta cảm thấy vậy. Diệp Quân hỏi, tại sao? Toại Cổ Kim đáp, trực giác thôi. Diệp Quân, Toại Cổ Kim, tiếp theo ngươi có dự định gì?
Diệp Quân cười nói, ta muốn nghe kiến nghị của cô. Toại cổ Kim im lặng một lát rồi nói, nếu bọn họ muốn chúng ta phải nhập cuộc, vậy chúng ta cứ tương kế tự kế, đổi bị động thành chủ động. Diệp Quân nói, khi nào khởi hành được? Toại cổ Kim đáp, trước tiên phải sắp xếp người của ngươi cho Chu Toàn đã. Để ta xử lý giúp ngươi, khoảng thời gian này ngươi cứ cố gắng nâng thực lực lên đi, đến lúc đó phải nhờ vào sức mạnh của ngươi. Diệp Quân cầu còn không được, lập tức đồng ý, được. Toại cổ Kim xoay người rời đi. Diệp Quân đột nhiên cười gọi, Toại cô nương. Toại cổ Kim dừng bước lại, cô ta xoay đầu nhìn Diệp Quân, sao thế? Diệp Quân mỉm cười hỏi, cô có lý tưởng gì? Toại cổ Kim trầm ngâm một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía thần điện cựu thổ, khẽ nói, muốn ngồi lên một chiếc ghế. Diệp Quân nhìn theo phương hướng của cô ta, cười nói, chủ trung của cựu thổ. Toại cổ Kim thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu, thực lực ta quá thấp, không ngồi được, nói xong, cô xoay người rời đi. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 148.